Vô lại giùm em mấy chế ơi. Hôm nay mạng nó hơi bị chập chờn. Em không biết là có like được hay không nữa nha. Hôm nay mạng nó chập chờn quá trời luôn. Vô lại giùm em mấy chị. Đường mạng của em hôm nay nó bị trục trặc, cho nên là em không biết em có like được hay không. Thôi thì em cứ like. Nếu mà nó bị thoát ra nữa thì chắc là phải xuống like rồi, chứ nó lúc có lúc không. Nó lúc có lúc không nha. Rồi mấy chị tiếp tục chia sẻ màn hình livestream, comment cho Ngọc từ 01 cho đến số 90. Ai comment số trên đây mà trùng với lô tô em đọc á, thì mình sẽ được Ngọc tặng một cái phần quà trị giá 1 triệu. Dạ, đơn giản để chơi game bên trang em là mình phải có chia sẻ màn hình livestream này. Còn ai mà quan tâm đến em nữa thì phải bấm theo dõi fanpage. Thì hàng ngày khi em like, mình vô mua hàng thì mình sẽ thấy. Dạ, mình phải bấm theo dõi fanpage giúp cho Ngọc Ruby nha. Trái like phải chia sẻ. Dạ, vô lại giúp Ngọc mấy chị ơi, vô lại giúp em đi. Dạ, vô lại giúp cho Ngọc Ruby. Trái like phải chia sẻ nha. Chắc vậy quá. Quánh nó luôn đi ha mấy chế ha. Trời ơi. Rồi đôi này mình còn đôi. Rồi mấy chị, cái đôi giày này hôm nay em về lại được 2 đôi, 1 đôi 37 và 1 đôi 38 nha. Cái đôi giày này phải nói rằng là siêu ok và siêu đẹp luôn. Em về được 1 đôi 37 và 1 đôi 38 nha. Dạ, 1 37 và 1 38 nha. Mấy chế biết cái đợt trước cái đôi này nó là 1 350 á. Dạ, đợt này cái đôi này mình mua chỉ có 1 150 thôi. Mình rẻ được 200 ngàn. Dạ, đó. Rồi, đôi giày quá trời đẹp luôn. Ngọc còn 1 đôi 37 và 1 đôi 38. Dạ, đôi này gót của nó là gót vuông, cao 7 phân à, và nó làm cái form đi rất là êm chân, rất là đẹp. Dạ, chia sẻ like giúp Ngọc Ruby nha. Ai thương Ngọc, chia sẻ giúp Ngọc đi. Ai vậy? 420 ngàn, áo nam polo. Áo nam polo 420 ngàn một cái. Xuồng 35 không có. Xuồng 35 không có Nghĩa Thịnh. Rồi cái đôi giày này của em quá đẹp nha. Em có 37 và 38. Còn có 2 đôi duy nhất thôi. 1 đôi 37 và 1 đôi 38 giá 1150. Chị Phan Hân Mỹ, áo nam em chỉ còn có size M thôi nha. Của Polo giá 420 ngàn một cái. Mình có 3 màu, là màu xám, màu đen và màu xanh. Màu xám, màu đen và màu xanh nha. Dạ mấy chị, em ghim cái số tài khoản của em ở trên đây. Ai muốn chuyển khoản hay là muốn gọi điện thoại gì cho em, mình sell cái số trên đây rồi mình chuyển khoản, hoặc là mình coi cái số đó đúng Ngọc liên lạc không. Em chỉ liên lạc với mấy chị chỉ có 2 cái số điện thoại em ghim ở trên cái Facebook này của em nè. Và cái số tài khoản này thôi, em không có dùng cái tài khoản nào khác. Em đã ghim lên trên đây rồi, là khi mấy chế nhìn xem coi có đúng không thì hãy chuyển khoản nha. Xem cái số điện thoại đó đúng của Ngọc hay không rồi mình hãy ấy nha. Dạ mình có 3 màu chị, có màu xanh, màu đen và màu xám nha. Dạ áo polo chưa bao giờ, lịch sử luôn, có giá 420. Dạ mà chỉ có mua được M thôi. Giá trị cái áo polo là ít nhất phải 550-600 mình mới mua được. Đó, nhưng mà em mua được sale, em mua được có mấy cái thôi, không có được nhiều. Dạ em có size M thì thông thường M thì sẽ là dành cho ai từ 68 cho đến 75kg mình chốt. Chào Phan Bình Yên, 68 đến 75kg mình chốt cho em nha, 3 màu. Dạ, chỉ có M thôi nha, không có size gì khác. Chị Phan Hân Mỹ chốt màu nào? Màu xám nè, màu đen nè, màu xanh đen. 420 ngàn, một cái giá phải nói rằng là lịch sử không bao giờ có. Hả? Xám với màu đen hả? Hai cái nè, M nè. Rồi bây giờ mình còn một cái xám và một cái xanh nữa. Đưa cái xám lên đây. Em còn một cái xám và một cái xanh nữa, chế nào chốt? Chế Ngọc còn cái xám, cái xanh nữa. À cái xám này Ngọc còn một cái L. Đây. Còn một đôi của CK. Rồi cái màu xám thì Ngọc còn một cái L. Cái xám này em còn một cái L và cái xanh này còn một cái M. Dạ, cái xanh còn một cái M và cái xám còn một cái L. Dạ, áo polo này em không có nhiều đâu.
Dạ em mua được có mấy cái chứ cái này giá trị của nó tới 550, 600 ngàn một cái, mà mình mua có 420 là rẻ nha. Mình mua 420 là rẻ, nên là tranh thủ sắm lò luôn nè. Rồi còn một cái xanh M ai chốt? Còn một cái xanh M. Hả? Dạ ai chốt cái mấy cái. Rồi mấy cái xanh size M. Rồi cái xanh size M 420. Dạ bô lồ 420 mua nhanh kẻo lỡ nha mấy chị. Dạ em có 4 cái thôi. Dạ. Không. Đưa cái đôi dép nam CK đi. Còn đôi á đang. Nhưng mà CK này em còn size 40. Đôi này size mấy đây? Nhưng mà Chí Trương Thị Thanh mặc mang size này. Cái này size lớn không à. Đôi này của Ngọc là size 41 rồi mấy chị ơi. Dạ dép nam size 41 à, giá 600 ngàn. Dép nam size 41 giá 600 ngàn. Chân của ai 41 nam thì mới mang được nha. 600 ngàn của CK. Dép nam CK 600k. Dép nam CK 600k. Dạ size 41. Dạ còn đúng có size 41 thôi, không có size nào khác ngoài size này hết. Dạ chị em nào mà muốn lấy cái này thì chốt cho em nha. Rồi em còn một cái áo nam duy nhất 420 size M màu xanh của ai. Còn có một cái áo xám size L thôi, hết rồi chị ơi. Rồi ở đây em còn một cái áo size M của nam hiệu Polo màu xanh rất là đẹp. Dạ chị nào muốn mua thì mua luôn đi. Lấy dép 40. Chị Nguyễn Nga nè, Nguyễn Nga ở đây nè, 600 ngàn. Rồi áo nam size M của Polo 420. Áo nam size M Polo 420. Chế nào muốn lấy thì lấy luôn đi. Vậy em à, áo này là áo của thương hiệu Polo, chất thun cá sấu nha. À, ông xã của ai mà mặc được M lấy đi. Hôm nay cái này mình mua được rẻ 200 ngàn một cái đó. Gần 200 ngàn một cái. Hồi xưa cái áo này em bán là 600 ngàn. Hương Bùi M. Ngày xưa áo đó em bán là 600 ngàn một cái. Không có rẻ dữ vậy đâu nha. Rồi bây giờ cái dép này, giày này của Ngọc, Ngọc còn hai đôi, một đôi 37 và một đôi 38. À, chân ai đi dừa lấy cái đôi này đi, phải nói rằng là chưa bao giờ Ngọc nhập được cái đôi giày nào mà nó đẹp như vậy. Bữa trước em về 12, 13 đôi bán hết rồi. Ngày hôm nay em mới về được một đôi 37 và một đôi 38 nữa. Chưa bao giờ Ngọc nhập được cái đôi giày nào mà Ngọc ưng ý được như mẫu này, mà đợt này giá lại rẻ nữa. Và cái đôi giày nó chất lượng như vậy mà chỉ có 1 triệu mốt 50 thôi. Ngọc còn một 37 và một 38. Chân ai đi 37, 38 mình lấy đi. Dạ có muốn nhiều hơn cũng không có. Còn đúng 137, 138 thôi. Ai không lấy là một điều tiếc nuối nha. Đẹp dữ lắm, dễ đi. Hoa trần 37. Rồi mình còn một đôi 38. Dạ mình còn một đôi 38 nữa. Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. 1150. Em nói thiệt, nếu mấy chị mua đôi này về mà mấy chị chê nó xấu là em nói thiệt, em tặng mấy chị luôn đôi giày. Tại vì nó rất là xuất sắc. Đôi giày này mang rất là xuất sắc luôn. Êm chân dữ lắm luôn. Rồi chốt luôn. Lê Phương. Rồi còn một cái đôi xanh đan hôm bữa khách không vừa. Đợt này em nhập giày được giá rẻ nha. Rồi đôi này của Ngọc là đế xuồng size 37. Đế xuồng size 38. Đôi giày đế xuồng size 38 nha. Ngọc để cho mọi người đôi này giá 800 ngàn. Hiệu Steamadon luôn. Chân ai đi 38 mình lấy cái đôi này đi. Hiệu Steamadon giá 800 ngàn. Lấy đi. Dạ thôi đưa tới cho 6 nhân cô. Ok. Nếu không vừa cho chị đỡ nha. Được, 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 được. Ok. Dạ em bán hàng là luôn luôn cho đổi trả mà. 7 phân thôi chị qua Trần. Đẹp lắm. Chị mua đôi đó nếu mà không ưng Ngọc tặng chị đôi giày đó luôn á. Em nói thiệt đôi đó nó bao đẹp luôn. Đẹp lắm, mang nó dễ đi lắm. Rồi đôi dép, đôi giày đế xuồng này của Ngọc size 38 giá 800 ngàn. Đế xuồng 38 nha, cái này hiệu Steamadon. Không biết bữa trước, bữa hôm biết là em đi mua đó, tự nhiên em thấy nó sale cái đôi này quá trời. Hồi bữa trước đôi này là 1 triệu 2 á. Nhưng mà do đợt này em đi mua được rẻ. Em luôn luôn là luôn nói với mọi người, lúc nào Ngọc mua rẻ, Ngọc bán rẻ cho mọi người. Lúc nào Ngọc mua mắc, Ngọc bán mắc. Chứ không phải vì em mua được rẻ, em bán mắc cho mọi người. Em không có làm điều đó. Đôi này em đi mua được rẻ. Cho nên lúc này mấy chế em cũng lấy được có một đôi. Lúc này mấy chế lấy đôi này là quá rẻ luôn. Giá trị đôi này là 1 triệu 2 một đôi đó.
Nhưng bởi vì mua rẻ, mua được giảm giá, nó còn một đôi nó sale cho em. Em bán rẻ cho nên chân ID 38. Đế xuồng như vậy á, đế xuồng bằng như vậy mình đi chơi di chuyển nó dễ hơn là mình đi đôi giày có gót nha. Mặt đầm đôi này cũng đẹp, mặt sọt cũng đẹp, mặt quần jean cũng đẹp. Ai không mang giày có gót được thì mình đi đế xuồng cho em. Đôi này bao đẹp luôn mà nó là của hiệu Stimaden và mọi người nhìn thấy cái màu của nó đẹp ghê không? Dạ, đôi giày này 800 ngàn em nói thiệt lịch sử luôn, hiệu Stimaden không bao giờ có giá này. Chân ID 38 được mình khuyến khích lấy. Chân tình yêu nào đi 38 được em khuyến khích lấy. Dạ, đôi này nè, đó, mua ở bên Mỹ mà nó còn cộng dây chưa tháo ra luôn nè. Dạ, nó xỏ nguyên đôi vậy nè. Nó mua ở bên Mỹ về sao mà chưa tháo ra luôn nè mấy chị. 800 ngàn. Danh dự nha mấy chị, nếu mấy chị lấy đôi này là mà không đẹp tặng mấy chị luôn đôi giày. Xuất sắc luôn. Và mọi người nhìn thấy cái đế của đôi giày này đẹp ghê chưa? Cái màu mang lên chân rất là đẹp, dễ đi vô cùng luôn, 800 ngàn thôi. Mà cái giá gần như là không bao giờ lặp lại luôn nha. Rồi chân ID 38 thì mình chốt mẫu này cho em. Đưa cho con hai cái đôi xanh đòn nữa. Rồi đôi giày sandal này, rồi thảm xuống. Đôi này Ngọc có một đôi 39 và một đôi 40. Đôi này Ngọc để cho mọi người với giá 800 ngàn luôn. Dạ, Ngọc có một đôi 39 và một đôi 40. Đôi này cái wide của nó, đôi này cái wide của nó rất là mảnh mai nha. Một dây thôi và cái này gót lên cao 7 phân. Mà mọi người nhìn thấy cái form của cái đôi này nó rất là dễ thương nha. Dạ, nhẹ lắm. Đôi này mang lên form cực kỳ xinh luôn mà giá lại rẻ nữa, chỉ có 800 ngàn thôi. Dạ, 139 và 140. Ai không thích mang giày hả? 40 triệu hơn, 800 ngàn. Dạ, mình còn một đôi 39 nữa. Đôi này em còn một đôi 39 rất là xinh. Dạ, mọi người nè, 39 cho Lê Phương. Rồi, ok, 800. Có 800 ngàn thôi. Dép ý size 40 nha. Dép ý size 40. Dép ý nha, đôi này Ngọc còn một đôi duy nhất. Ngọc để cho mọi người đôi này với giá là 750 thôi. Em còn một đôi một duy nhất. Em để cho mọi người với giá 750. Một đôi một duy nhất nha. Đôi này bữa trước em bán 1 triệu. Nhưng mà tại vì đôi này nó là size lớn, size 40, em để cho mọi người 750 thôi. Một đôi cuối cùng. Dép ý này mọi người từng mua cái đôi này của em 1 triệu là biết giá rồi nha. Rồi, tại vì nó còn size lớn quá cho nên chân ai lớn là giống như là trúng mánh đôi này nha. Chân ai lớn là giống như trúng mánh đôi này nha, em bán 750. Nhưng mà phải là 40 mới mang được nó nha. Dạ, đôi này thì thôi nha, ai đã từng mua qua rồi là biết giá nha. Em không, dạ, đây, chị Triệu Hường mang luôn đi. Quá trời đẹp luôn, đôi này trước đây là 1 triệu chứ không có giá 750 nha. Tại vì còn một đôi bán luôn. Ngọc còn một đôi nên Ngọc để rẻ luôn. Nè, dép ý này không có 36. Dạ không có 36, đôi này là 40. Nên đối với ai mà đi 40 thì hãy lấy đôi này. Đẹp giả mang luôn, là mọi người nhìn thấy cái nền da. Dạ đó thì đó. Đôi này hồi lúc trước ai đã từng mua là giá 1 triệu một đôi đó, không có rẻ nha. Rồi dép ý. Dép ý size 39. Dép ý size 39. Đôi dép này của em là nó có gót nha. Đôi này của Ngọc nó là dép có gót. Lên cao 7 phân. Dạ, đôi này quá trời đẹp luôn. Đôi này Ngọc để cho mọi người với giá 800 ngàn. Dép ý này Ngọc để cho mọi người với giá 800 ngàn. Một đôi một duy nhất. Made in Italy đàng hoàng nha. Mà thông thường dép ý là 1 triệu đến 1 triệu mốt một đôi. Dạ, cái đôi này mang cực kỳ đẹp. 39 chị, đôi dép ý này của em là size 39. Dép ý này 39. Một đôi một duy nhất thôi, 800 ngàn. Đôi này bữa trước là 950. Đôi này bữa trước là 950. Nguyễn Úc 39 nè, 800. Rồi ở đây em có một đôi giày. Đôi giày này đó là đôi giày của Pháp nha. Dạ, rất là đẹp. Giày Case Bay của Pháp. Và đôi này Ngọc có size 38.
và size 39. Rồi đôi này của Pháp nha. Dạ, giày Pháp. Dạ, mọi người nhìn thấy đẹp ghê chưa? Nếu như ai mà hay mặc đầm trắng, đầm đen mang mấy cái đôi này, mọi người nhìn thấy cái gót của nó đẹp ghê chưa? Rồi, đôi này Ngọc để cho mọi người. Đôi này nha, em nói nha, sale rồi. Đôi này giá táp 198 đô, sale rồi còn 70 đô. Và biết Ngọc bán cho mọi người cái đôi này bao nhiêu không? 900 ngàn. 900 ngàn thôi. Em có một đôi 38 và một đôi 39. Giày của Pháp giá 900 ngàn. Đẹp. 900 ngàn. Dạ, đôi này mang mọi người nhìn thấy. Đẹp ghê chưa? 900 ngàn. Một đôi 38 và một đôi 39. Rồi, 39 Lê Phương 900 ngàn. Rồi, em có dép Ý. Dép Ý màu trắng. Dạ, dép Ý màu trắng này Ngọc có size 39-40. Em còn 39 và 40 nha. Đôi dép Ý màu trắng này. Dạ, đẹp giả mang luôn. Giá giật mình nha mấy chị. Dạ, giá giật mình luôn. 39-40. Dạ, đôi này 780 ngàn. Đôi này Ngọc để cho mọi người 780 ngàn. Giá giật mình nha. Đôi này bữa trước 950 luôn. Giá giật mình nhưng mà tại vì không có size nhỏ đâu nha mấy chị. Chỉ có size lớn. 39-40-41. 39-40-41. Bảy trăm tám mươi ngàn. 39-40-41. Dạ, size lớn quá cho nên là mình mua được sale nha. Dạ, 39-40-41. Thôi 750 luôn. Lỡ chơi lớn rồi. Lời ít thôi, lời máy chế mấy chục ngàn tượng trưng thôi. Dạ, mấy cái đôi dép này mang bao sướng luôn. Nè, máy chế nhìn thấy cái đôi dép nè. Máy chế nhìn thấy cái đế của nó nè. Rồi, 39-40-41. Chân ai đi 39-40-41 được, mình chốt đôi này cho em. Chỉ có 750 thôi. 39-40-41. Đợt này mua toàn size lớn không à, size nhỏ không có đôi nào hết. Đẹp quá trời. Dạ, chân ai đi 39-40-41. Lấy đôi này đi 750. Quá rẻ nha. Rồi xuống đây nè. Sao giờ đôi đó 38 hồi nãy nhớ có người chốt rồi mà. Có. Cái đôi 800 ngàn này nãy có người chốt mà. Rồi đôi dép này của Ngọc. Chân ID 40 lấy đôi này cho em nha. Đôi này Ngọc để cho mọi người giá 600 ngàn. Size lớn quá. Size lớn quá cho nên là em xả lỗ đôi này luôn. Đôi này dưới mình còn size gì vậy? Đôi này size lớn quá. Ok ok ok. Rồi đôi này của Ngọc size 40 nha. Giày đế xuồng size 40. Ngọc để xả lỗ. Tại vì size lớn quá em xả lỗ 600 ngàn thôi. Size lớn quá. Chứ thông thường em không nhập lên tới size này đâu. Rồi size 40 em xả lỗ giá 600 ngàn thôi. Chân ai đi được 40 mình chốt cho em nha. Chân ai đi được size 40 chốt cho em. Dạ, đôi này đẹp nha. Đế xuồng. Chân chế nào đi được đế xuồng chốt 600 ngàn thôi. Mang bao nhẹ luôn nha. Cái đôi đế xuồng này bao nhẹ luôn. Mà phải tội, còn đúng một đôi 40 luôn mới ác đó chứ. Bữa trước mấy cái đôi này về size nhỏ, size nặng từ 35 đến 37, 38 quá trời luôn. Còn sót lại đúng một đôi 40. Nên là chế nào 40 á, em bán rẻ luôn 600 ngàn thôi. Chế nào đi 40 Ngọc để rẻ thôi 600 ngàn. Mấy chị ai thương Ngọc cho Ngọc xin một cái lượt chia sẻ lên trang cá nhân công khai nha. Mình comment từ 01 đến 90. Có. Dạ có chị. Vậy nam đó, CK á. Có chị. CK nè chị. Giày nam 41 màu đen CK. Không có 38, nó có 40 là mới. À 38 lấy mẫu kia. Chị Hoàng Phượng giày nam CK nha chị. 1,6 triệu. Bao đẹp luôn, cái này mặc quần tây với quần jean gì đều đẹp hết nha. À, cái da của CK đôi này chất lượng vô cùng luôn, 1,6 triệu. Ngọc chốt cho chị Hoàng Phượng đôi này nha, bao đẹp luôn. Đúng một đôi một duy nhất.
Đúng một đôi một duy nhất. Em chốt cho chị Hoàng Phượng đôi này nha. Không không, dép Adidas không có, có dép Nam CK. Này chốt chị Hoàng Phượng đi con. Em có đôi đi kênh quay màu đỏ size 37 nè, chế nào chốt thì chốt. 550. Dép đi kênh quay size 37 550. Đi kênh quay size 37 550 đưa cái đôi đôi đế xuồng này. Cho Mỹ Nhung đi. À, dép đi kênh quay size 37 550 chế nào đi 37 được, cái này dép nữ nha, nam thì mang hơi bị chói. Và nữ, cái đôi này của nữ 37 550, một đôi một à. Nữ 37 550 đi kênh quay, dễ thương. À, nhà ai mà có con gái á, à, cháu nó thích mang mấy cái đôi này lắm, mang nó dễ thương. Dạ 37 550 một ẻm một duy nhất à. Rồi 37 550 chế nào chốt mình chốt nha. 37 550 dép đi kênh quay. Đế xuồng size 38 giá 800.000. Đế xuồng size 38 giá 800.000. Dạ cái đôi này là đế xuồng thương hiệu Steamarden nha. À, màu nhũ bạc mà nó là đế xuồng. Thông thường đế xuồng thì khi mình đi chơi, mình di chuyển thì nó sẽ dễ hơn là mình đi giày có gót. Mà nó không có kém phần duyên dáng đâu nha. Dạ đôi này hôm nay là em mua được rẻ. 37 Nguyễn Nha. Nè. Rồi đế xuồng size 38 giá 800.000. Xuồng 38 giá 800.000. Giá nào chốt Mỹ Nhung. Đôi này là hôm nay mọi người mua được rẻ 400.000. Đôi đế xuồng này ngày hôm nay mọi người mua được rẻ 400.000. Bữa trước cái mẫu này là 1.2 triệu nha, nhưng mà do đợt này em mua được rẻ. Đợt này giày dép em mua được rẻ cho nên là mọi người mua với cái giá phải nói gần như không bao giờ có. Dạ 800.000 một cái đôi giày size 38 như vậy nè. Con chụp cho chị Mỹ Nhung đi. Con nói chị Mỹ Nhung chốt đôi này đi, 800.000 đẹp quá trời luôn. Chân ai đi 38 mình chốt đi. Chân chế nào đi 38 mình chốt đi. Nha. Nè con đưa chị Nguyễn Nhung đi. Con nói chị Mỹ Nhung đôi này đẹp quá trời nè. Rồi Ngọc có một đôi. Nè 800. Rồi à, đôi giày này đế xuồng size 37 nha, cũng 800.000. Cái này mình có mấy đôi. Đế xuồng màu trắng size 37. Xuồng cái này dưới có mấy đôi. Xuồng trắng size 37. Cho mấy đôi búp bê lên đây đi. Xuồng trắng size 37. Mấy cái bộ đồ này là giá nhiêu tiền nha. Đồ nít nè. Xuồng trắng đôi size 37 giá 800. Xuồng trắng size 37 giá 800. Và cái đôi này là quay thun nha, cho nên là mình đi rất là đẹp. Xuồng trắng giá 800.000. Đó, đôi này mang lên chân xinh lắm. Em nói cực kỳ xinh luôn. Đó, dễ đi lắm. Mà nhẹ nữa. Mấy chế mua giày dép bên trang em đi, phải nói rằng là em chọn lựa kiểu rất là kỹ càng. Mà đợt này em hên, em mua được rẻ. Đợt này Ngọc hên, Ngọc mua được rẻ, nên mấy chế mua mấy đôi này của em là phải nói giá siêu ok luôn. Dạ chỉ có 800.000 size 37 này thôi. Mua đi, về xem em nói có đúng không. Dạ 37 giá 800.000. Dạ dạ ok 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 chị Hoàng Phượng. 37 đế xuồng giá 800.000. Búp bê Ancline size 36. Búp bê Ancline size 36 37 800.000 cho Nguyễn Nga. Búp bê Ancline size 36. Dạ còn nó còn như vậy luôn nè. Búp bê Ancline size 36 giá 800.000. Dạ cái búp bê này đặc biệt ở dưới nó có cái gót tí xíu nha. Dạ Ancline size 36 giá 800.000. Này 36 đúng không ta? Ô em sorry mấy bà chế. Size 37. Búp bê Ancline size 37 giá 800.000. Búp bê size 37 giá 800.000. Cái này nó là của hiệu Ancline nha. Hiệu này nó là của thương hiệu Ancline. Size 37. Dạ cái đôi này dễ thương. Giá 800.000. Quá xinh. Đôi này mang dễ thương lắm. Dạ chân ai đi được 37 mình lấy đi. Cái này nó là của thương hiệu Ancline. Dạ cái này của thương hiệu Ancline. Chị Phạm Ngọc Lan lấy 800.000. Rồi cái này đôi này của Ngọc là size 39. Dạ đôi giày này của Ngọc nó là búp bê size 39.
B size 39 của thương hiệu Ancline luôn nha. Đôi này Ngọc để cho mọi người với giá 950. 39 giá 950. Em có màu đỏ và em có màu nâu, hai đôi đều 39 hết. Chân ai đi 39 mình chốt nha. Giá 950. Em có một đôi màu đỏ và một đôi màu nâu, giá 950. Hai đôi đều 39 hết. À, em có một đôi màu đỏ và một đôi màu nâu. Dạ. Mấy đôi này hôm nay em không mua được nhiều size nha mấy chị. Em chỉ lấy được mỗi thứ có một đôi mà lại được giá rẻ nữa. Bữa trước đôi này 1.2 triệu, hôm nay mình mua có 950 thôi. Dạ, cái gì mà em mua rẻ được em bán rẻ. Chứ không phải vì em mua rẻ mà em vẫn tiếp tục em bán mắc là em không làm điều đó. Em mua rẻ là em sẽ để cho mấy chế mua với cái giá cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Dạ, cái đôi này nó là giày lười nha. À, em có một đôi màu nâu và một đôi màu đỏ. Size 39, đẹp lắm. Giày của hãng này mang rất là êm chân. Dạ. Đây, chỉ có 39 thôi, không có size gì khác. Dạ, một đôi đỏ và một đôi nâu giá 950. Một đôi đỏ và một đôi nâu giá 950 nha. Ok lắm luôn. Dạ. À, đôi đỏ và đôi nâu, giày này của thương hiệu Ancline nha. Rồi. Rồi đôi này của em cũng là size 39 luôn. Dạ, màu trắng, giày lười luôn. 39 đỏ 950. Rồi cái này là giày trắng nha, cũng thương hiệu Ancline luôn mà nó là dạ rất là đẹp. 39 luôn, đôi này Ngọc để cho mọi người với giá 750. 39 750 cũng là của thương hiệu Ancline. Nhưng mà đôi này mua rẻ hơn đôi kia tí xíu. Dạ, nó cùng hiệu nhưng mà đôi này bản thân em mua rẻ nên mấy chế mua sẽ được rẻ. 750 size 39. Hôm nay phải nói rằng là cái đợt này là em trúng mánh. Em mua được rẻ quá trời luôn cho nên là về mấy chế mua đợt này là trúng mánh á. Dạ, những cái đôi này lúc trước là phải nói là 1.5 triệu một đôi không á. Không có rẻ đâu. Em mua được rẻ. Dạ, cái tiệm giày ở bên Cali đó nó dọn đi tiểu bang khác cho nên là nó sale cho em quá trời luôn. Nó sale rất là nhiều cho nên là em thấy vậy em hốt. 39 giá 750. Chị Hoàng Phượng chốt đôi này đúng không? Đôi này 39 giá 750, mang bao êm luôn. Nó đi tiểu bang khác cho nên là nó sale giày hết trong cái cửa hàng đó, là nó đi tiểu bang khác cho nên là em hốt, em trúng mánh em hốt. Dạ 750, mua rẻ bán rẻ, mua mắc bán mắc nha. Phương châm của em là như vậy. Dạ không có. Không có. 39, chân ID 39 lấy đôi này. Em nói là mấy chế mua đôi này 750 là lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại cái đôi này giá 750. Lúc nào rẻ mình mua đi. Lúc nào? Hả? Lúc nào Ngọc mua rẻ mình mua nha. Lúc nào mình mua rẻ được mình mua. Rồi 39 giá 750, trắng 38 có không em? Dạ để em thử cho nhân viên của em đôi này size 38, nếu ok em gửi cho chị nha. Con mang thử đi. My, chắc ok đó. Để nhân viên em chân 38 nó mang thử, nếu nó mang vừa em gửi cho chị qua Trần. Rồi đôi giày này của Ngọc là giày Michael Kors nha. Giày Michael Kors. Vậy được đó. Qua Trần Hải Phòng 750. Rồi giày Michael Kors. Michael Kors size 39 giá 900.000. Michael Kors size 39 giá 900.000. Đẹp ghê chưa? Rồi chốt cho chị Qua Trần. Michael Kors size 39 giá 900.000. Dạ giày beo nha. Đẹp ghê chưa? Có 900.000. Dép đỏ nào có chốt của chị dép bò đỏ. Em đâu có chốt cho chị Hương Bùi đôi đó đâu. Dép đỏ em đâu có chốt cho chị đâu chị. Rồi 39. Dạ giày Michael Kors size 39 giày beo. À, cái giày này mình mặc đầm đẹp lắm nha mấy chế. Mình mặc đầm đen, đầm trắng gì, nói chung là mặc đầm đen, đầm beo gì á. Nếu như ai mà có mua đầm beo của bên Trang Em hoặc là đầm đen á, mang mấy đôi này đi, quá trời đẹp luôn. Michael Kors size 39 mà chỉ có 900.000 cái đôi này thôi. Em mua rẻ quá trời rẻ luôn. Em bị trúng, em được trúng mánh. Dạ 900.000. Dạ chân ID 39 được, mình lấy đôi này đi, đẹp quá trời đẹp. Dạ cái này nó là giày bích Michael Kors nha. Giày bích Michael Kors size 39 giá 900.000.
Rồi đôi dép màu cam size 39 nha. Đôi dép size 38 và 39 trên đó mình còn đôi nào trên này, đôi này đâu. À, đôi dép này Ngọc có 38 và 39 nha, giá 750. Đôi dép này Ngọc có 38 và 39, giá 750, gót lên cao 7 phân nha. Dạ, ai mà thích đi dép màu thì mình vô mình chốt cái này cho em. 38, 39, giá 750. Mẫu này bữa trước là 1 triệu một đôi. Bữa trước 1 triệu một đôi, hôm nay có 750 thôi. 38 và 39, đôi dép này. Dễ thương ghê chưa? Gót 7 phân. Mà cái quai nó như vậy nè. À, mình còn một đôi 38 và một đôi 39, giá 750. 38 và 39, giá 750. Chân ai 38, 39 mình chốt nha. À, ai mà thích đi những cái đôi dép mà nó mảnh mai, nó xinh như vậy là mình vô mình chốt cho Ngọc nha. Giá 750 đôi này thôi. Rẻ được 250 so với thời gian đầu mình mua. Dạ, 38 và 39, giá 750 ngàn. Cực xinh nha. Rồi xuống. Rồi dép ghép size 39 và size 38. Dạ đôi dép ghép. Dạ đôi này thì là nó là dép đế như vậy nha mấy chế. Dạ nó là dép đế, trên cao dưới cao. Dạ mẫu này bữa trước là 1,2 triệu. Hôm nay đôi này chỉ còn có giá 1 triệu một đôi thôi. Dép của ghép nha mấy chế, dép xuồng của ghép. Size 38 và size 39 giá 1 triệu một đôi. Đôi này thì thôi khỏi chê vào đâu được nha mấy chế. 38 và 39 giá 1 triệu một đôi. Ai? Ai 38? Là lấy dép hay lấy giày? Sao không thấy? Chị lấy dép hay lấy giày? Chờ, lấy dép 750 hay lấy dép 1 triệu? Hỏi chị lấy dép 750 hay dép 1 triệu? Cái đôi màu trắng ghép này là tới 1 triệu một đôi, còn đôi màu cam có 750 thôi. Hỏi chị Thanh Ngô Vân là sao không có comment? Không, không thấy comment chạy trên đây luôn. Rồi con hỏi đi. Rồi bây giờ là 1 triệu một đôi ghép này thôi. Em có không có 36, mình chỉ có 38, 39. Cao mấy phân? 7 phân. Đôi này cao 7 phân. Ủa cái comment của chị kia không thấy luôn á. Anh Ngô Vân hỏi chị chốt cái gì? Chị Anh Ngô Vân, cái đôi dép màu chị chép chốt màu cam hay màu trắng size 38. Rồi đôi này là có 38, 39, 40. Giá 1 triệu, dép ghép này là bữa trước là 1 triệu 2 một đôi. Hôm nay cái đôi này mình chỉ còn có giá 1 triệu thôi nha mấy chị. Đế lên cao 7 phân. Đôi này là đế lên cao 7 phân nha. Rồi xuống luôn. Sandal Night Web nha. Dạ không có, không có 5 phân chị. Ok ok. Màu cam. Không không không, đôi đó 38, chị em cho nhân viên em đi size 38 rồi vừa chị Hoa Trần. Vừa luôn, size 38 luôn. Vừa y y đốc luôn. Đôi này trước nhé, đôi màu cam á, đưa đây. Đây nè chị, phải đôi này không chị Nhung Vũ màu cam nè. Size 38 nè chị. Gót của đôi này chỉ có 7 phân thôi. Mẫu này hôm bữa trước nó là 1 triệu một đôi á. Chứ nó không có giá này đâu. Đôi này bữa trước là 1 triệu một đôi. Hôm nay đôi này Ngọc chỉ có để cho mọi người với giá 750. Em mua rẻ thì em bán rẻ thôi. Dạ, chị Nhung Vũ lấy đôi này ha. Chị Nhung Vũ chốt đôi này ha. Sao chị yêu ơi, chị Nhung Vũ có chốt thì Ngọc thả xuống. Trời ơi, chốt hàng á, là cái đôi này màu cam, mình chốt cam thì mình ghi cam, mình chốt trắng thì mình ghi trắng. Ghi là chốt cam. Nhà đôi 1 triệu nè, đưa đây. Nè, màu trắng nè, 7 phân. Chị Nhung Vũ. Ừ. Vui lòng inbox thông tin đi, khách cũ hay khách mới vậy?
Anh Ngô Vân chốt. Anh Ngô Vân chốt vui lòng thả số điện thoại cho Ngọc mình chốt hàng nha. Không có số điện thoại không chốt được gì. Rồi đưa cái đôi đỏ lên đây đi mà. Đôi đỏ Pháp á. À, cam hả? Cam giá 750. Cam giá 750. Hả? Rồi cái đôi giày của Ngọc là size này là size 38 nha. Đế của cái đôi này chỉ có 7 phân thôi mà cái mỏm của cái đôi này nó là mỏm bầu. Cho nên là mình đi cái đôi này mình sẽ không bị đau chân nha. Rồi đôi giày bích này Ngọc để cho mọi người. Thì đó. Đôi trắng này ngày hôm nay còn có 1 triệu một đôi thôi. Mình có 38, 39 và 40. Chị kia chưa có đưa địa chỉ thì giờ đưa cho chị kia. Hai đôi chị qua Trần hỏi nhiêu tiền để chị chuyển khoản. Rồi đôi giày này của Ngọc size 38 nha. Giày bích size 38. Anh đồ này thấp hay cao? Cao bỏ nó qua một bên. Giày ghép là ai nói hết vậy? Rồi giày bích size 38 giá 800 ngàn. Giày bích size 38 giá 800 ngàn. Mấy đôi dép đỏ nãy đâu? Đôi giày bích size 38 này giá 800 ngàn thôi nha mấy chị. Dạ mẫm bầu. Giày bích này của Ngọc nó là giày bích mẫm bầu, cao 7 phân màu nu. Dạ. Giày bích mẫm bầu, cao 7 phân. À, mình đi gót nhọn thì mình đau mũi chân, à, mình đi mũi nhọn thì hay đau mũi chân, nhưng mà còn cái này thì mang không có hề bị đau chân nha. À, giày này ai mà đi làm công sở hay này nọ là mang rất là thích hợp nha. Cái mỏm nó bầu mà cái màu nó rất là nhu. Màu này thì mình mặc được tất cả những đồ thôi nha. Không có kén, không có kén nha. Và đôi này của em là màu nu, gót lên cao 7 phân mỏm bầu giá 800 ngàn. Gót lên cao 7 phân mỏm bầu giá 800 ngàn. Size 38 á, đôi đó em có một đôi size 38 thôi. Rồi, đôi giày của Ngọc là đôi sandal nha. Sandal này của em là size 38. Dạ, chế nào thích đi giày sandal thì mình chốt đôi này cho em. Sandal này giá 800 ngàn, size 38. Đôi này rất là xinh nha. Dạ, nó là xỏ ngón bên đây và... Đột quỵ ngày mai em like đột quỵ nha. Chiều nay hàng đột quỵ mới về. Chiều nay hàng đột quỵ mới về, mai Ngọc like nha. Rồi, size 38 giá 800 ngàn. Size 38 giá 800 ngàn, cái đôi này rất là xinh. À, mọi người nhìn thấy cái màu và cái hoa văn của cái đầm, cái đôi dép này rất là đẹp. Dạ, đôi này còn một đôi duy nhất thôi, size 38 giá 800 ngàn. Chân ID 38, mình chốt cho Ngọc nha. Dạ, 38 giá 800 ngàn. Đôi sandal này đẹp quá trời luôn, giá 800 ngàn cái đôi này. Cực kỳ xinh luôn, màu cũng đẹp nữa. Rồi cái đôi màu cam sandal này của em Ngọc để cho mọi người với giá 400 ngàn. Size 37 và size 38. Dạ, đôi sandal màu cam này em để cho mọi người với giá 400 ngàn. Size 37 và size 38. Chân ID 3738 nha. Chế nào mà thích mang sandal thì mình vô mình lấy. À, 400 ngàn. Em có 37 và em có 38. Dạ, dễ thương ghê chưa. Dạ, cái dáng đôi này nó là dạng dép thấp. Dạ, ai mà thích mang dép thấp, giày thấp, cái này là giày chứ không phải là dép nha mấy chị. Dạ, của thương hiệu Nike West á. Đôi này của em là của Nike West nha mấy chế. Nike West 400k thôi. Dạ, mình có 37 và dạ, size 38. Dạ, chế nào mà thích mang mà dạng giống như sandal thấp như vậy nè thì mình vô mình chốt. Dạ, một đôi giày của Nike West mà có 400 ngàn à mấy chị. Phải nói lần là chưa bao giờ lịch sử em nhập được hàng giá rẻ như vậy. Nên là lúc nào mà mình mua được giá rẻ mình tranh thủ mình mua đi. Dạ, 400 ngàn nha. Giày sandal hiệu Nike West màu cam 400k. Rồi dép ý. Dép ý, dạ 400k. Đôi giày đó 400 ngàn chị. Hiệu Nike West màu cam 37 đủ 400k. Rồi 400k à chị. Có 400 ngàn thôi. Rồi cái đôi này của em là dép ý luôn nha. Dép ý này mình sẽ có 38, 39 và 40. Đôi này Ngọc sẽ có 38, 39 và 40. Giá 850 ngàn một đôi. 400 ngàn size 37 rồi Ngọc thấy rồi chị Nguyễn đủ. Đôi này em sẽ có 38, 39 và 40. Đôi này là của ý. Và là bằng da nha mấy chế. Cái này của em nó là màu là bằng da. 38, 39 và 40 giá 850. Bữa trước đôi này là 950.
Hôm nay mình mua chỉ có 850 thôi. Dạ, cái giá quá bèo luôn. Giá của cái đôi này quá bèo luôn. 850. Dạ không có 37, để Ngọc coi coi. Để em coi thử coi. Ôi 37 hả? 37 thì hơi rộng. 38, 39, 40, giá 850. Dép ý nha. Đôi này là mang bao sướng luôn. Dạ, cái đầm này là Western York nha, đầm đi tiệc. Size số 10, giá 1,2 triệu. Dạ, đầm đỏ này là đầm đi tiệc, size số 10, giá 1,2 triệu. Dòng eo của 285, 90, mình chốt cái đầm cho em nha. 62 đến 65 kg mình chốt. Chút xíu nữa đi, 12 giờ em đứng lên em lao đầm giờ. Rồi, dép ý 38, 39, 40 nha. Rồi xuống. Rồi đôi dép này của Ngọc nói là dép kẹp của nữ nha. Em có 37 và 38, đôi này giá 650. Trời ơi, đôi này mang bao sướng luôn mấy chị ơi. Dạ, đôi này mang bao sướng luôn. Dạ, đôi này là đôi dép là mang cho mùa mưa. Mang bao sướng và bao nhẹ luôn. Cái đôi này là mang bao sướng bao nhẹ luôn mấy chị. Dạ, đi trong nhà hoặc là mình dùng mình đi trời mưa hay cái gì đó thì mang nó bao bền luôn. Em có 37 và 38 nha, 650 một đôi nhưng mà mang thích lắm. Đôi này mang rất là sướng luôn. Sáu trăm rưỡi dép nữ nha. Đôi này thì là dép nữ 37 và 38, giá 650 một đôi. 37 và 38, 650 một đôi. Rồi cái đôi đi kên quay nữ, nam này nam nữ đều mang được nha. Đôi cái gì ạ? À? Đôi dép đi kên quay nữ nha, hoặc nam đều ok hết nha. Đôi này Ngọc có một đôi 39 và một đôi 40, giá kim loan 37 nè. Rồi đôi này 550 một đôi của thương hiệu đi kên quay. 550 một đôi đi kên quay, dép nam nữ đều mang được hết nha. 550 một đôi, em có 39 và em có 40. Chân ID 3940 vô chốt đôi này cho em. Chân chế nào 3940 vô chốt đôi này cho em. Còn đôi dép này là đôi dép của nữ, mang trong mùa mưa và mang trong nhà bao êm bao sướng luôn. Đi mưa khỏi sợ bị đứt nha. Dạ, đôi này mang đi mưa bao đứt luôn. Dạ, Ngọc còn một đôi 37 và một đôi 38 nữa, 650 một đôi. Đôi dép này là của nữ, đẹp lắm. Đôi dép này là của nữ. Trời, mang sướng mà nó nhẹ giả mang luôn á. Nè, mấy chế nằm mang nè, nó êm, nó nhẹ, giả mang luôn. Dạ, đôi này mình mang trong nhà cũng sướng nữa. Dạ, mang đi mưa là nó không có sợ đứt nha. Đây nè, dạ rồi, dễ thương ghê chưa. Có 650 cái đôi này thôi. À, cái đế của cái đôi nè, mang nhẹ lắm luôn á. Em mang toàn cái này ở trong nhà không á. Mang bao thích luôn. 650 nha, mang bao thích nha. Còn một đôi 37, một đôi 38 nữa. Rồi cái đôi đi gain quay này á, là 550. Em có một đôi 39 và một đôi 40. Dạ, dép nam nữ mang được nha, 39, 40. Rồi dép nam của em còn hai đôi. Một đôi 44, một đôi 43, một đôi 44 và một đôi 45. Dạ, cũng 650 một đôi dép nam. Dép 37 cho Nguyễn Nga luôn. Dạ, cái này nó là dép nam nha. 650 một đôi. Em có 43, 44 và 45. Cũng 650 một đôi luôn. Mấy cho mấy anh mang những cái đôi này ở trong nhà là sướng cực kỳ luôn. Cái form dép nam này mang bao thích bao sướng luôn. Bụi bụi không có Diễm Trần ơi, bụi bụi tuần sau đi. Bụi bụi tuần sau về nhiều lắm. 43, 44, 45, 650 một đôi. Chân ông xã ID 434445 vô báo sai Ngọc lấy nha, 650 một đôi, mang bao sướng luôn. Những cái đôi dép này mang bao sướng luôn, 650 một đôi thôi. Chị Hoa Trần á, đừng có rồi. Con lên con nốt lại là con lấy địa chỉ số đuôi 4 tại, nhưng mà con phải sửa lại trên máy. Lát nữa nhớ nha, ghi sửa số điện thoại. Rồi đôi này 43, 44, 45, 650 một đôi.
43, 44, 45, 650 một đôi. Hoặc để đây mà tao lại chứ. Ai, ai, 43. Là dạy dép này hả? Rồi, rồi nè. Ai, sao không thấy nhảy comment trên đây vậy ta? Rồi. Ai với ai? Cái kem đánh răng này em còn khoảng 12, 13 set gì đó. Mấy chị có chốt thì chốt nha. Kem đánh răng em còn khoảng 13, 14 set nữa. Thì mấy chị có muốn chốt thì chốt. Giá 600 ngàn một set. Cái dòng này nó là dòng mới của Colgate mới ra nha. Đó, đánh nó chống e buốt luôn. Dạ, nó làm trắng răng mà chống e buốt. Cái hôm bữa cái Colgate kia, cái dòng kia nó không có chống e buốt. Nhưng riêng cái này là nó có cái thành phần chống e buốt răng luôn. Là có nghĩa là răng của mình là thuộc về nhóm răng nhạy cảm, là mình uống nước nóng hoặc nước lạnh là nó hay buốt cái chân răng của mình, thì mình đánh cái này hàng ngày thì nó sẽ giảm đi cho mình cái tình trạng đó. Và nó có thành phần chống hay buốt răng luôn. Cái Colgate dòng mới này đánh thơm miệng mà ok lắm luôn á, trắng răng. 600 ngàn một set 4 cây nha. Dạ, chị em nào mà thích dùng kem đánh răng của Mỹ về thì mình chốt cho Ngọc nha. Ngọc còn khoảng mười mấy. Ngọc còn khoảng mười mấy set nữa là hết nha. À, Ngọc có cái hoa anh thảo này, Ngọc còn khoảng 7-8 hũ gì đó. À, chị nào mà muốn chốt hoa anh thảo uống để cho đẹp da, đẹp dáng, cải thiện đời sống vợ chồng của mình. Dạ, kem đánh răng này Ngọc để cho mọi người với giá là 6. À, cái cây này, cây này là 116 gram. Cây này là 116 gram chị. Kem đánh răng Lan Nguyễn. Chốt chị Lan Nguyễn kem đánh răng. Còn lấy cho cô Lan Nguyễn một cây kem nữa đi, một cây phấn nữa đi. Nè. Rồi chốt kèm với cái này, đổi cây kem phấn cho cổ với cái phấn, cái kem đánh răng. À, kem đánh răng này là 600 ngàn một set. Ai? Lan. Rồi, có đếm set đi. Không có nhiều đâu mấy chị, cái này em gần hết rồi, em còn có 12 set nữa là hết rồi. Kem đánh răng em còn có 12 set là em hết. Kem này đánh ok lắm luôn á, nó cái dòng này mới ra luôn á. Cái dòng đỏ này nó mới ra, còn bữa trước là nó là cái kem màu trắng. Cái này nó mới ra, nó có thêm cái thành phần chống e buốt nữa. Làm trắng răng chống e buốt dòng mới. Đây là dòng mới của Colgate á, xài ok lắm luôn, 600 ngàn mà 4 cây. Hả? Cô Thúy Nguyễn lắm đây. 600 ngàn 4 cây. Cái serum Trần Nguyễn Tố Nga, kem đánh răng. Ở đây em còn hai cái serum trẻ hóa da vùng mắt, cải thiện nếp nhăn sâu nha. Và đây là một cái serum là phải nói là lấy lại tuổi thanh xuân cho mấy chị rất là nhiều. Nhất là những ai mà bị thâm quầng mắt, bị bọng mở mắt, đuôi mắt nhăn nhiều, phần trán bị nhăn, hai bên đầu chân mày nó nhăn. Đây là một cái serum mà phải nói rằng là xài cực kỳ ok luôn. Mình cải thiện nếp nhăn một cách rất là hiệu quả luôn, phải nói là thần kỳ luôn. Dạ, một chai này của em là giá 1350, hiện giờ cái dòng này em đang hết hàng. Những ai đang sử dụng thì ở đây Ngọc chỉ còn có 2 tiếp thôi. Và cái sản phẩm này tới 1 tháng rưỡi nữa em mới có hàng lại nha. Cho nên chị em nào đang xài cái này của em mình mua luôn đi, để mình giữ, chứ còn 1 tháng rưỡi nữa em mới về hàng nha. Đây là serum thần thánh giúp cho chúng ta cải thiện nếp nhăn một cách hiệu quả tức thì luôn. Mình bôi cái này giống như là mình bôi lòng trắng trứng gà lên trên mặt của mình. Và mình sẽ cảm nhận sang 6 hôm sau thức dậy nha. Và cái sản phẩm này ok, tuyệt vời dữ lắm luôn. Và nếu chúng ta có điều kiện mình bôi toàn mặt hết cho em. Ai? Rồi còn ai nữa? Em có 2 tiếp thôi nha mấy chị.
Dạ em chỉ còn 2 tiếp thôi, em giữ lại 1 tiếp tại vì tới 1 tháng rưỡi nữa, nhưng cho nên là em có 3 tiếp nhưng em phải giữ lại 1 tiếp em xài. Tại vì 1 tháng rưỡi nữa nó mới có hàng. Serum này của Mỹ nha. Của ai? Nguyễn Kim Ngọc nè. Rồi ai nữa? Kim Loan một chai 1,50. Rồi. Rồi ai nữa? Ê chứ. Rồi hết luôn, nhường luôn. Nhường luôn. Có chừng đã. Rồi kem đánh răng còn ai chốt nữa? Kem đánh răng 600.000, kiểm tra set đi, còn bao nhiêu set nữa? Kem đánh răng còn 4 set cuối cùng nha, chốt đi mấy chế. Dạ cái dòng này đánh sướng lắm. Kem đánh răng dòng này đánh siêu sướng luôn. Đánh nó chống e buốt cho mình được rất là nhiều. Rồi đồ con nít này bao nhiêu một bộ đây? Đứa nào xuống dưới đó canh báo sai đi. Cái hôm nay cái máy của em không đọc comment được, bực bội quá đi thôi. Thả chấm bi này ra trước. Chị bé Hà Phạm một kem đánh răng. Serum móc hết rồi. Serum mắt em hết rồi. Ủa cái này chị Ngà kêu bán nhiều mà. Hả? Như bộ. Xài sao đây? Nhà từ mấy tuổi đến mấy tuổi? Rồi bây giờ Ngọc có cái bộ đồ. À, em hôm nay em lấn sân qua hàng trẻ em luôn nha mấy chế. Cho nên là chị nào có con nhỏ, có cháu nhỏ mua ủng hộ được cho Ngọc Ruby thì mình mua nha. Cái bộ đồ của em bé này giá 140.000. Nếu như nãy giờ chúng ta có chốt trong đơn hàng của em, mình sẽ được miễn ship. Còn nếu như mà mình chốt lẻ cái này thì mình phải bị cộng ship nha mấy chế. Rồi, dạ bộ đồ này Ngọc có dành cho bé từ 3 tuổi cho đến cao nhất là bộ này là bao nhiêu? Không có hiểu về cái này, mình không biết được luôn. Cái này là tuổi nè. Còn cái này là size. Tuổi hả? Cái này ký mà. Cái này tuổi. Ký. Cm. Cái này ký. Rồi cái bộ này ở dưới là size từ mấy tới mấy? Thôi mấy lát nữa xuống á. Ghi luôn bao nhiêu tuổi, bao nhiêu ký. Lấy, đưa đây Nguyễn Đủ lấy. Chị Nguyễn Đủ. Cái bộ này Ngọc có cho bé từ 3 tuổi cho đến 7 tuổi. Số ký đi, mấy chế báo số ký đi. Lớn nhìn lớn hơn nhất. Chị Nguyễn Đủ lấy cho bé mấy tuổi? Bé 8 tuổi. 8 tuổi mà bao nhiêu ký chị? Ở đây chị có size 130 không? Không cơ. Có 130 nè. Rồi đưa đi. 8 tuổi nè. Đây 130 nè. Rồi cho chị Nguyễn Đủ cái bộ này nè. Bộ này 130 có không? Không, 130 thôi. Bộ này mới có 30. Chị Nguyễn Đủ 8 tuổi mà bao nhiêu ký chị? Cái này là con dài từ 21 tới 23 ký đổ lại nha, chứ không có từ 30 ký đổ trở lên. Cái bộ này là em chỉ có tới 25 ký thôi. 25 ký nè, chốt Nguyễn đi. Nguyễn Đủ 25 ký. Chốt đi. 130 đó. Ok, 140. Có 120 đó. À, ok. Nè, Nguyễn Đủ. Nguyễn Đủ. Rồi 140.000 một bộ nha. Em có cho số ký từ khoảng 8 ký cho đến 20 23 ký nha. À, báo số ký em lấy size cho mấy chế, cứ việc báo số ký, Ngọc lấy size cho 140.000 một bộ, bao đẹp luôn mấy chế. Dạ 140.000 một bộ mua cho bé đi, cái này bé nam, bé nam, bé gái gì mình cũng ok hết. 140k thôi. À, rất là xinh, chất liệu vải 100% cô tông luôn nha mấy chế. Dạ 140k. Em ơi có thuốc cảm chai không? Dạ có chị. Tylenol còn không? Tylenol. Mạc Lan. Chốt 17 kg 5 tuổi. 17 kg phải không? 110. 110. Mạc Lan nhiêu? Huỳnh Hạnh. Mạc mấy? 10 kg lấy số 80, ở dưới 80. Đó có 80, 80. Lấy 100.
Nè 90 nè. 90 nè, 90 nè. 90 rồi, đưa bộ này lên. Rồi bây giờ Ngọc còn duy nhất một bộ. Có chị. À, ai có đơn? Chị nói nhiều lắm, mấy cái này chỉ là làm mẫu sai thôi, còn ghi vô sổ. Còn đồ bộ nữa không? Đưa bộ nữa lên đây. Zoom, zoom suốt, zoom suốt. Rồi ở đây Ngọc còn một bộ dành cho bé. Chị bé hai á, đưa một chai thuốc cảm đi. Cho chị bé hai Phạm đưa đây. Cái đó là màu gì vậy Thảo? Màu trắng với màu vàng chị. À, màu vàng này 700 ngàn. Lấy màu vàng này đi. Rồi cái bộ này của Ngọc là còn dành cho bé. À, 10 kg đến 13 kg nha. Bộ này dành cho bé 10 đến 13 kg. Bộ này Ngọc dành cho bé 10 đến 13 kg. Dạ 3 4 tuổi, 4 5 tuổi gì mặc cũng được, chủ yếu là số ký thôi. Cho số ký Ngọc chọn size nó sẽ dễ hơn nha. Bộ này là 10 đến 13 kg mình mặc được 140 ngàn một bộ. Bé trai bé gái gì mặc một hũ kẹo ngủ luôn, chốt bé hai Phạm hũ kẹo ngủ luôn. Bộ này 140 ngàn, cuối cùng dành cho bé nào mà từ 10kg cho đến 13kg chốt cho em nha. Bộ đồ này mặc rất là xinh luôn. Dạ, bộ đồ này chất vải siêu đẹp luôn. Hàng cao cấp nha mấy chế. Hàng cao cấp. Dạ, đẹp dữ lắm luôn. 140k thôi. Dạ, chế nào mua được thì mình mua nha. À, bé nhà mình mà từ 10 đến 13, 14kg là ok. Dạ, bé nhà mình 10 đến 13, 14kg là ok. Rồi, đưa tiếp cái chân suốt. Rồi. Hôm nay em chưa có soạn mẫu, ngày mai mỗi ngày em sẽ làm một ít mẫu cho mấy chế, bao la mẫu luôn. Rồi cái này là áo đầm liền quần nha. Dạ cái này nó là chum suốt liền quần, cái bộ này nhiêu? Dạ chum suốt liền quần luôn, cưng chưa? Size dưới đi. Cái này là 90 tới 130. Size á. À cái này là dành cho bé từ 10kg cho đến 25kg nha. Chum suốt nha, cái này nó là chum suốt liền quần, chất vải dễ thương ghê chưa? Thêm một bộ đó nữa. À, Nguyễn Đủ nãy chỉ lấy size mấy vậy? 120 phải không? 120. Đưa 130 bộ này. Bộ này có mấy bộ 130? Bộ này hả? Chỉ là 130 cứ chốt đi. Rồi mình sẽ có cho bé từ 10kg cho đến 23-25kg luôn nha. Dạ cái bộ này là chum suốt liền quần, hàng cao cấp nha mấy chế. Dạ rất là cưng. Dạ bộ này cho mấy bé mặc thì thôi phải nói là siêu xinh luôn. Chỉ có 140k thôi, hàng cao cấp nha mấy chế. Dạ đây nè, chất vải đẹp lắm. 140k. Dạ cái này nó là chum suốt nha mấy chế. Dạ áo đầm liền quần. Dạ dễ thương lắm cho mấy bé mặc. Nhà ai mà có cháu, có con. Dạ cái này là của bé gái nha, chứ không phải của bé trai nha. Cái này là bé gái nha mấy chế. Dạ bé gái cưng, cưng quá trời cưng luôn. 140k thôi, quá rẻ nhưng mà hàng chất lượng dữ lắm luôn. À, mua thử bên trang em đi rồi về mình cảm nhận nha. Dạ 140k. Dạ đồ này là đồ dành cho bé từ 10kg cho đến 25kg. À, mấy chị báo số ký cho em thì em lấy size nó sẽ dễ hơn nha. Cứ đưa số ký đi Ngọc lấy cho. Dạ chum suốt nha, cưng. Dạ 140k luôn. 140k. Thanh Lam xe mấy? Thanh Lam chốt cho bé bao nhiêu ký? Lấy giùm 25kg. Ok. 25kg là 130 nè. Rồi. Rồi chị Dương Nguyễn Đủ lấy chưa? Đưa đi, 130. Mẹ đang nói. 130 nè. Rồi Thanh Lam chốt bao nhiêu ký? Thanh Lam bao nhiêu ký? Dạ báo số ký Ngọc lấy size mới được. Không có số ký em không lấy size được nha. Chị Thanh Lam báo số ký giúp em lấy size cho. Dương Lý một áo 25kg cho bé gái. Dương Lý 130 còn không? Không. Dương Lý mình lấy này luôn. Ok đưa qua đi. Còn chị Thanh Lam chốt cái gì? Rồi xong cái này đứng lên lay đầm mấy bà chế. Đứng lên lay đầm. Kem đánh răng em còn 4 set nữa, mấy bà chế lấy luôn cho em đi, 600 ngàn một set thôi. Thấy em đa dạng không? Nam nữ, đồ nam, đồ nữ, bé gái gì quốc láng hết luôn. Rồi, 600k. 600k. 15kg hả? 15kg là sao 100? Sao 100? Đây. 100. Đây. Rồi, còn ai chốt nữa? Còn mấy bộ nữa thôi, 2-3 bộ nữa là hết rồi. Dạ, ngày mai em sẽ đi một cái mẫu khác nữa nha. Mỗi ngày em cho mấy chế tham khảo hàng thì bên em mỗi ngày hai ba mẫu thôi. À, 10kg ha, xe 190 nè.
90 nè. Nè. Nè cái bao nè. Rồi còn size gì ở dưới? Rồi, còn 101. Rồi em còn một bộ duy nhất cho bé từ 10 kg đến 11 kg đến 14 15 kg nha. Em còn một bộ duy nhất dành cho bé 10 kg đến 14 kg, một bộ duy nhất dành cho bé từ 10 kg đến 14 kg. Đẹp lắm mấy chị, và mua thử hàng trẻ em bên em đi. Ngày mai em sẽ còn rất là nhiều mẫu dễ thương lắm. Em like cho mấy chế coi nha. Rồi một bộ duy nhất nữa. Dạ. Bộ này em sẽ còn dành cho ai? 35 kg hả? 15 kg nè. Ok. Ai 15 kg? Anh Lam chốt rồi mà. Chốt rồi. 15 kg lấy bộ này. 30 kg có không? Không có. Tiết dân sai không có 10, không có 30 kg nha. Thanh Lam nãy chốt bộ nào vậy? Bộ này. Sa mấy? Bộ dung nè. Dung. Ủa sao chỉ lấy thêm 35 kg nữa hả? 15 là ok. Rồi bây giờ cái này là còn dành cho bé từ 12 đến 15 kg nha, một bộ cuối cùng. Dạ bé gái nào nhà mình mà từ 12 đến 15 kg mình chốt cho em. Hàng của bên Trang em là hàng cao cấp cho nên chất liệu cho đến mẫu mã đều rất là ok nha. Dạ, chất liệu cho đến mẫu mã rất là ok nha. Dạ. 25 kg Lê Thị Kim Sang. 25 kg hỏi chị Nga còn không? Chị Nga nói cứ chốt đi với bản chốt Trần Hà chứ. Trần Hà bao nhiêu ký? 15 kg. Rồi 15 kg nè. Phúc Nguyễn. Phúc Nguyễn 40 kg có không? Quậy nha anh Phúc. Để dồn mai chọn nữa nha Ngọc. Ok. 14 kg. Con chốt đi chị Trường. 14 kg là 100. Rồi xong rồi đứng lên đi. Rồi hết rồi, bây giờ em bán đầm nha mấy bà chế. Bộ ngày nào cho nó đi ngày đó chị Nguyễn Đủ, để nó lộn. Rồi cái đầm Ngọc đang bận là đầm size 10 á mấy chị. 100 là 14 kg. Rồi mày nốt lại đi rồi chụp, lát nữa chụp coi chị Nga là soạn đồ cho người ta. Rồi vô đầm nha mấy chị. Đầm màu đỏ Ngọc đang bận ở trên người là size 10. Size 10 thì là sẽ dành cho ai 62 cho đến 65 kg. 62 cho đến 65 kg nha. Và cái đầm này Ngọc để cho mọi người với giá 1.200.000. Mai đi chị. Ngày em bán vài bộ chơi cho vui thôi. Nói chung là em chưa soạn được mẫu đồ con nít. Tối nay em mới soạn, ngày mai mình lên tiếp nha. Thanh Lam để rồi 15 kg. Thanh Lam em có rồi nha chị. Dạ đừng comment nữa, tụi nó đóng 2-3 bộ nó chết em á. Rồi đầm size 10 ai chốt? Đi tiệc size 10 ai chốt? Hả? Ngày mai chẳng có 36 kg, ngày mai có size 36 kg chị. Ráng giúp em đi ngày mai nha chị Châu Sương. Em biết mấy chị rất là thương em, là ủng hộ cho em, phải nói là hết mình luôn. Ngọc sẽ ráng cố gắng đem những cái sản phẩm nào mà đẹp, giá rẻ đến phục vụ cho mấy chị của em nha. Dạ. Ráng giúp em đi mấy chị nha. Rồi cái bộ này size 10 nè, chị Hương Bùi có chốt không? Bộ đầm này là cái dòng eo của ai cỡ 82 đến 85 mặc được nha. Tại vì nó không có co giãn. Dạ, dòng eo của ai? Có 8 không em? Dạ không có 8, có 10. Nhưng mà tại vì cái này nó không có co giãn cho nên 10 mình thành 8 thôi. Dòng eo của ai 82 đến 85 mình mặc cái này ok. 1.200.000 đầm đi tiệc giá 1.200.000 size số 10. Dạ ai chốt? Mẫu này giờ ai chốt nè? Không chốt Ngọc qua mẫu nha. Size 10 giá 1.200.000 đầm đi tiệc. Cái đầm này nó cưng lắm luôn nha. Dạ, yeah, size này á, là dòng eo ai 82, 85 mình ok nha. Rồi giờ ai chốt mẫu này? Mẫu này nó size 10 nhưng mà tính là size 8 thôi, là tại vì nó không có co giãn cho nên là mình chỉ tính nó là size 8 thôi. Chốt chị qua Trần. Tin nhắn gì nó không chạy. Con máy chết chạy. Máy nào phải chứ. Này xe máy ta.
Rồi cái đi tiệc này của em là size 6 nha mấy chế. Đầm đi tiệc size 6 giá 1,2 triệu. Ủa? Chị Thanh Lam nãy giờ hôm nay cái máy em nó bị cái gì đó, comment nó không có chạy. Thấy ghét ghê luôn á. Không biết nữa. Rồi cái đầm này của em là đầm đi tiệc size 6 giá 1,2 triệu. Dòng eo 78-80 chốt cái đầm này cho em. Cái đầm này thì nó có một cái cọng beo nó thắt ngay cái phần eo cho mình nha. Quá trời xinh luôn, size 6 á, 1,2 triệu. Không bán linh tinh nữa, bán đầm nha. Tắt cái máy lạnh này đi, lạnh quá. Rồi, size 6 đi tiệc giá 1,2 triệu. Rồi cái đầm này đẹp quá luôn á. Đầm này ai mà mua được á lấy đi. Dạ, dòng eo của chế nào mà cỡ khoảng 76-80 mình chốt được cái đầm này. À, giá 1,2 triệu. Xin giả mang luôn. Em bán đầm em mặc từng cái cho mấy chị coi, cho nên là mấy chị á, chốt hàng hơi chậm tí xíu nha. Dạ, mua hàng bên em mình mua chậm chậm tí rồi mình sẽ thấy ngọc mặc từng cái đầm như vậy á, thì mình chốt hàng nó sẽ chuẩn hơn. Em cũng ráng mặc từng cái để cho mọi người chốt. Rồi nó là size 6 đó mấy chế, 54-58 kg mình chốt. Và dòng eo 76-80 chốt cái này cho em. Giá 1,2 triệu. Ôi cái đầm này cưng quá trời. Nó đẹp là nhờ cái cọng beo ở ngay đây nữa nè. Beo ở đây nó có kết cườm ở ngay đây nè. Xinh, rất là xinh luôn. 1,2 triệu. Size 6. Dạ. Rồi Ngọc tạm thời đi mẫu này qua một bên nha. Chút xíu nữa em sẽ mặc lại. 1,2 triệu size 6. Rồi. Có một số mẫu đơn giản. Rồi từ từ, từ từ em sẽ lên size lớn nha. Rồi, đầm xanh size 10. Đầm xanh size 10 giá 900.000. Đầm xanh size 10 giá 900.000. Dạ, đầm xanh size 10 giá 900.000. Cái đầm này á, là cái kiểu rất là đẹp nha. Chất liệu vải thì thôi khỏi chê luôn. Hàng cao cấp mà giá có 900 ngàn thôi. Xanh size 10 thì dành cho ai 62-65 kg mình chốt cái xanh này cho em giá 900 ngàn. Đây. Rồi, đầm size số 4 nha mấy chế. Dạ, đầm vàng size 4 giá 900 ngàn. Dạ, chế nào? Dạ, cái đầm này ai mặc được sexy thì mình chốt cái này cho em nha. Cái cổ nó hơi sexy tí xíu, nhưng mà gợi cảm. Sexy nhưng mà gợi cảm. Cái màu vàng yêu ghê chưa? 900 ngàn, size số 4. 53-57 kg chốt 4 cho em. Dạ, đầm này là size số 4. Mẫu này dưới có size không? Rồi ok, 900 ngàn, size số 4, chị Bích Thủy Ngôn. Rồi, cái này của em là đầm vôn nha. Đầm vôn size 10 và size 12. Đầm vôn size 10 và size 12 giá 780. Cái này là chất liệu vải vôn nha, size 10 và size 12 giá 780. Dạ cái đầm vôn này nó có cái miếng vải vôn nó ngay chỗ cái này, nó tạo kiểu ngay cái phần ngực rất là đẹp nha. À, mẫu này Ngọc có 10 với 12 giá 780.000. Rẻ đó mấy chị, đầm này phải nói rằng là cái giá bèo quá trời luôn. 10 và 12 780. Đầm xanh có coi giãn không chị? Có đầm xanh có co giãn. Ai ở dưới đọc được comment báo trên đây nha, chứ trên đây có cái nó chạy có cái nó không chạy. Rồi đầm vôn này là Ngọc có size 10 và size 12 giá 780.000, chế nào chốt? À, mẫu này 62 cho đến 65-66 kg mình ok á. 780.000. Một cái đầm vôn mà đẹp như vậy mà chỉ có 780 thôi. Ai mặc vừa 10 với 12 mình chốt đi. Dạ, chế nào mặc vừa size 10 và size 12 mình chốt nha, vôn.
Rồi cái mẫu này của Ngọc là đầm size 8 nha. Donna Karen New York size 8. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1 triệu. Đầm này cái màu hoa rất là đẹp nha. Size 8 giá 1 triệu. Size 8. Mở hết tất cả 4 năm mấy đi, để ai đọc được comment thì mình chốt. Size 10 xanh 900. Ai vậy? Ok, Ngọc chốt cho Ngọc Cẩm đầm 1 triệu giá. Rồi, 6 hả Thảo? Đầm này 6 hả? 4. Rồi, si cây đuôi cá size số 4 nha. Đầm si cây đuôi cá size số 4. Dạ, si cây đuôi cá size 4 nha. Đầm này Ngọc để mọi người giá 1050. Dạ, cái đầm này đẹp quá trời luôn. Ai mặc được mình lấy nha. Size 4 giá 1050. Si cây size 4 giá 1050. Đầm này mặc đi tiệc bao đẹp luôn. Phú Phú là Nguyễn Kim Ngọc á. Rồi ok, chốt chị Bích Thủy Ngô đầm này giá 1050. Rồi, đầm Von size số 6 nha mấy chế. Đầm Von này em có 4 và 6. Màu sắc cực kỳ đẹp nha. Mẫu này Ngọc có 4 và 6 giá 1050 nha. Von. Và dạ, cái chất liệu Von của đầm này rất là đẹp nha. Màu sắc đẹp. Linh Phan chốt gì? Mẫu này em có 4 và 6 nha. Cái này là 4 và 6 giá 1050 đầm Von. Vải Von. Màu sắc đẹp nha. Chị Linh Phan chốt. Rồi, ok chốt. Bích. Không thấy luôn á. Bích chết rồi. Như có cái mùi gì cha nội vậy? Gì nữa? Có mùi gì đâu. Rồi đi tiệc size 6 nha mấy chị. Đi tiệc size 6. Đi tiệc size 6 giá 1.150.000 nha. Tiệc 6 giá 1.150.000. Và cái này dành cho ai 55-58kg mình chốt nha. À, chất liệu của cái đầm này đẹp quá trời luôn. 1150 size số 6. Sang ghê chưa? Cái đầm này mặc phải nói rằng là bao sang luôn. Size 6. À, đi tiệc size 6 giá 1150, màu sắc đẹp. Kiểu dáng đẹp. Chất liệu vải và cái đầm này giá táp nó 220 đô nha. Giá táp đầm này 220 đô. Dạ chế nào mà dành mà có số ký từ khoảng 55 cho đến 58 ký mình chốt cái đầm này cho em. Dòng eo của ai mà 76. Ai? Rồi ok. Là chốt, phải không? Chốt cái này cho chị Kim Tịnh nè. Thấy hôm nay mạng của em nó bị chập chờn cho nên khi mình chốt đầm mình bấm cho em nhiều dòng lên nha. Hôm nay mạng chập chờn dữ lắm em không thấy gì hết cho nên là nhắn cho em nhiều dòng lên nha. Rồi đầm size 4 nha.
Đầm size 4 giá 900 ngàn. Dạ, đầm size 4 giá 900k. Hiệu China Tech nha, đầm thiết kế size 4 giá 900k. À, đầm size 4 giá 900. Cực xinh nha. Hồi nãy giờ tụi bay làm bill cho Út Nga đó. Bao nhiêu cái áo á, với bao nhiêu cái bộ đồ nhớ lên cho nó đi. Cái nào mà có trong bill rồi thì ấy, còn cái nào mà không có trong bill thì tổng ship cho nó khoảng 25 ngàn thôi nha. Size 4. Không có size lớn, cái này size 4 thôi. Chị Bích Thủy Ngô có muốn lấy cái 4 này không? Dạ, cái này nó là hàng cao cấp á. Nó là đầm của thương hiệu China Tech, hàng thiết kế đó. Dạ, cái màu sắc của cái đầm này rất là đẹp. Size 4 900k thôi. Mẫu này 4 900. Đẹp quá trời luôn. Ai mặc được 4 lấy cái này đi, 900 ngàn rẻ muốn chết. Có mua bà chủ luôn không? Dạ, size 4 giá 900 ngàn. Đầm size 4 giá 900. Rồi, Ngọc qua mẫu nha. Rồi, đầm đi tiệc size số 8 nha mấy chị. Đi tiệc size 8. À, dòng eo của ai 80 à, cho đến 84 mình chốt đầm size 8 giúp em nha. Dạ, đầm đi tiệc size 8. Cổ đằng sau nó là cổ đổ phía đằng sau nha. Dạ, đi tiệc màu đỏ nha, đính cườm nguyên đầm luôn. Chế nào yêu màu đỏ mình chốt cái đầm màu đỏ này cho em đi, size 8 giá 1.2 triệu. Đi tiệc size 8 giá 1.2 triệu. Đẹp quá trời luôn. À, dòng eo của ai 80-84 mình chốt được cái đầm này cho em. Size 8 thì thông thường là 58-60-61kg chốt 8 được. À, chế nào mà thích đầm đi tiệc màu sắc đẹp như vậy thì mình chốt cho em. Size 8 giá 1.2 triệu nha. Rồi, em qua mẫu. Rồi, cái đầm trắng này xinh quá trời luôn. Đầm trắng size 6 hàng cao cấp nha. Dạ, đầm này Ngọc. Đây, cái đầm này mọi người nhìn thấy cái cổ của cái đầm này nó đính hoa như vậy á. Nhìn rất là yêu nha. Dạ, đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1.150.000 size số 6. Đầm trắng size 6 hàng cao cấp giá 1.150.000. Cái này 46 mình mặc được nha. À, như em là em toàn bộ là em mặc đầm size 4 không á, thì em mặc cái này 6 là nó cũng vô dừa luôn. Cho nên là đối với ai mặc size 46 là đều ok hết. Tình yêu nào mặc thích mặc đầm trắng là mình chốt cái mẫu này đi. Cái mẫu này lần đầu tiên em nhập về luôn á. Kiểu nó rất là dễ thương đó. Mọi người nhìn thấy là ở ngay cái tùng phần phía eo á, nó đính hoa và cái cổ nó cũng hoa như vậy đó. Cho nên là nhìn cái ai. Rồi ok. Đầm đôi 4 nè. Rồi, cái đầm này của Ngọc. Ngọc có size số 4 và size 8 nha. Nó không đưa em mặc số 4 mà nó đưa em số 8. Chị Hoa Đỏ khách chốt rồi. Cái đầm trắng đó nó còn không vậy? Rồi, đầm này Ngọc để cho mọi người giá 800. Em có 4 và 8. Đầm này Ngọc có size số 4 và size số 8 giá 800 ngàn. Size 4 và size 8 giá 800 ngàn. Body nha, chất thun co giãn 4 và 8 giá 800.
chất thun co giãn nha. Cái này nó là foam body á, và em đang mặc cái này nó số 8 cho nên nó rộng run nè. Cái mẫu này em mà mặc 4 là nó đẹp mà em mặc 8 nó hơi bị rộng. Cái này em có 4 với 8, giá 800 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Chất thun co giãn hoa, màu sắc rất là đẹp. Cái này đưa lại cái số 4 mặc đi mấy bà chế, cái này tự đưa chị Hương Bùi cái số 8 rồi còn cái số 4 nữa. Em mặc 4 vô nhìn đẹp lắm, tự nhiên nãy đưa em cái số 8 mặc à. Quỷ à. Rồi mình còn cái 4 nữa đó, giá 800 ngàn. Mấy chị tặng Ngọc một lượt chia sẻ đi mấy chị. Comment số trên đây từ 01 đến 90, chút xíu nữa em xuống like em bốc thăm trúng thưởng. Em bốc trúng số của ai thì là số người đó được thưởng 1 triệu đó. Dạ, comment chia sẻ cho Ngọc nha mấy chế. Dạ, tặng em một lượt chia sẻ đi mấy bà chế. Rồi. Rồi cái này của Ngọc nói là đầm vôn size 4. Tặng em đi, tặng em chia sẻ đi để em có động lực em like cho mấy chế thật nhiều cái đầm đẹp. Dạ, rồi đầm vôn. Đầm vôn này của em là đầm vôn size 2 chứ không phải size 4 nha. Đầm vôn size 2. Dạ, vôn size 2, đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 950. Đầm vôn size 2 giá 950. Dạ cái đầm vôn này cái màu đẹp nha mấy chế. Dạ dành cho ai số ký 50-53kg mình chốt cho em size số 2. Ai mặc được size 2 mình chốt cái đầm này đi. Size 2 Trần Dung. Dì 52, à comment chơi số. Dạ đầm vôn này size 2 giá 900 ngàn. Ai mặc được size 2 mình chốt cái này cho em. Cái này có 900 ngàn là rẻ đó mấy chị. Dạ cái màu cũng đẹp nữa. Dạ vôn 2 giá 900 ngàn. Rồi qua mẫu đi. Rồi cho mặc được cái beo lại đi. Cho mặc lại cái beo đi. Rồi cái đầm này của em là body size 2 tiếp tục nha. Size 2 em mặc cũng được nhưng mà nó hơi bị kích. Rồi body size 2 nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 900 ngàn. À, chế nào mặc được size 2 mình chốt đầm này cho em đi. Size 2 thì thông thường 50-53kg mình chốt cho em nha. Cái màu của cái đầm này đẹp nè. Cái đầm này cái màu đẹp, cái kiểu cũng đẹp nữa. Size 2 chốt cho Nguyễn Nga. Giá 900 ngàn. Rồi đầm vôn size 10 nha. Đầm này cái màu đẹp. Rồi đầm này Ngọc để cho mọi người giá 700 ngàn size số 10. À, mẫu này dành cho ai có số ký từ 60 cho đến 65kg mình chốt nha. 600 ngàn. Đầm vôn size 10 giá 600 ngàn. À, màu sắc của cái đầm này rất là dễ thương, rất là trẻ trung nha. Mặt mát lắm. Rồi cái đầm này của em là đầm beo size 2 giá 1 triệu. Đầm beo size 2 giá 1 triệu, chế nào mặc được size 2 cái đầm này mình chốt đi. Cái mẫu này đẹp cực kỳ luôn, size số 2 giá 1 triệu. Beo size 2 giá 1 triệu. Trời cái đầm này mặc bao đẹp luôn, form đẹp giả mang. Phải tội cái mẫu này em lại nhét vô không vừa chứ không em mặc cho mấy chị coi. 50 53 kg mình chốt cái này cho em đi. Giá 1 triệu.
Rồi, à, cái đầm em đang bận trên người là size số 10. Giá 1 triệu. À, giá 600 ngàn. Đầm em đang mặc trên người có 600 ngàn thôi nha mấy chị. Trời ơi, hôm nay em không đọc được comment của mấy chị luôn á. Mấy chị comment nhiều dòng giùm em cái đi. Hôm nay cái mạng nó kỳ quá, đọc không có thấy comment của ai chốt. Rồi ok. Rồi cái đầm Pháp nha, đầm Von của Pháp size 6, giá 900 ngàn. Von Pháp size 6, giá 900 ngàn. Đầm Von của Pháp nha, size số 6, 900k. Vừa. Dạ vừa. Dạ dừa nha, ly trần khách cũ khách mới nha. Ok, size 6 chị Hoàng Phượng 900 ngàn. Rồi đầm Von size 14 nha mấy chế. Dạ đầm Von 14. Đầm này dành cho ai 65 cho đến 60. Đầm này cho ai 65 cho đến 68 ký mình chốt nha. Von size 14 giá 1 triệu. Đầm Von 14 giá 1 triệu. Dạ em phải thâu cái phần sau lại để tạo kiểu để cho mọi người nhìn thấy cái đầm này nha. Dạ đầm Von nha, size 14 giá 1 triệu. Cái Von này nó có tí xíu tay con ở bên đây nè, cho nên là khi mình mặc mình không thấy bắp tay mình to nha. Von 14 giá 1 triệu. Em nói thiệt với mấy chế chứ, trời ơi em like sai xả mấy ngày cái cổ họng em nó rát luôn á, nói nhiều quá mệt thật sự, là hôm nay đuối dữ lắm luôn. Nói hết ra hơi à. 14 giá 1 triệu đi mấy bà chế. Cái đầm này cái Von đẹp quá trời luôn. À, số ký ai 65 cho đến 68 ký mình chốt cái đầm Von này hả? Rồi size 14, đầm Von 14 giá 1 triệu. À, chế nào mà thích mặc đầm Von thì mình chốt, em sẽ mặc chậm tí xíu nha. Comment hôm nay chán quá trời luôn. Comment hôm nay phải nói rằng là rất là bực bội luôn á. Rồi qua mẫu đi. Ờ à, hôm nay sao đường mạng nó kỳ quá trời. Dịch thôi chứ ảnh hưởng gì tới cáp quan trời. Nó lây qua đường không khí. Rồi cái đầm này của em là đầm size 10. 10 và 12 nha. Đầm Von size 10 và size 12 dành cho ai có số ký từ khoảng 62 65 ký mình chốt cái đầm Von này cho em. 10 và 12. Bao đẹp mấy chị. Dạ đầm này Ngọc để cho mọi người 908. Em có size 10 và size 12. Đầm này vải bao đẹp nha. Dạ chất liệu Von. Size 10 và size 12 giá 908. Dạ cái màu của cái đầm nó đẹp nha. À, chế nào mà thích mặc dáng Von mà dài như vậy á, mình chốt cho em 908. À, Ngọc có size 10 và Ngọc có size 12. Size 10 thì cái dòng eo của ai từ ở 84 đến 88 mình chốt size 10. 88 đến 92, 93 mình chốt size 12. Dạ thì mình chốt đầm thì mình lấy cái vòng eo thì nó sẽ chính xác hơn là cái số ký. Dạ rồi cái này em có 10 với 12 á. À, chế nào chốt 10 được thì mình chốt, chế nào chốt 12 được mình chốt. 908, dạ 908. Cái đầm Von này cái màu nó đẹp ghê luôn á. Rồi Ngọc qua mẫu nha.
Rồi đầm hoa. Này đầm size 8 chứ 4 size F gì. Rồi đầm này là đầm size 8 nha. Đầm thun size 8. Mẫu này Ngọc để cho mọi người với giá 800 ngàn. Đầm size 8 giá 800 ngàn. Cái hoa của cái đầm này đẹp quá trời luôn nha. Đầm hoa size 8 giá 800. Cái đầm này nó cái bông nó đẹp. Chất thun co giãn nha. Dạ. Đó. Giá 800 ngàn cái đầm này thôi. Chất thun. À, đầm size 8 giá 800 ngàn. Không lấy 12, lấy 10. Đưa đi. Size 8 giá 800 ngàn. Cái này á, là ai mà có dòng eo cỡ 80 đến 85, 86 ok nha. Tại vì ở chính giữa này nó là thun nha. Dạ. Rất là đẹp. Giá chỉ có 800 ngàn thôi. Dạ cái này nó là chất thun co giãn nha. Mình thun mát nhẹ, đẹp. Dạ form ok lắm luôn mà chỉ có 800 thôi. Rồi Ngọc qua mẫu nha. 800. Em cao 1m60 nặng 53,5 kg nha chị. Ngọc Ngọc cao 1m60 nặng 53,5 kg và thông thường đầm em mặc là size 2 và size 4, cái này 6. Đầm trắng thương hiệu Vincomuto. Trắng Vincomuto size số 6 nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 980. Dạ đầm của thương hiệu Vincomuto. Chế nào thích mặc đầm trắng mình chốt cái này cho em 980. Size số 6 thương hiệu Vincomuto. Ai thích mặc trắng thì mình chốt cái này đi, cái đầm này đẹp. Cái Vincomuto này đẹp quá trời luôn á. Chất liệu vải hàng Vincomuto mà 980 là mấy chế mua nhanh đi. Dạ hàng của Vin là toàn là 1,2 triệu đến 1,3 triệu một cái không đó. Rồi mẫu này là size 6, ai mà 55-58 kg, dòng eo 76-80. Rồi Thiên Quân 56. Rồi cái đầm này của em là Maxi đi biển size số 4 nha. Maxi đi biển size số 4 giá 950. Dạ cái này nó là đầm dáng đầm dài Maxi nha, size số 4. Dòng eo của ai 71 70 cho đến 74 mình chốt cái này nha. Mẫu này là 24 mình mặc được nha. Dòng eo của ai cỡ khoảng 70 74 mình chốt cái đầm này cho em. Đầm này 24 mình mặc được nha. Rất là đẹp, 900 ngàn. Maxi. Size 2 và size 4 Maxi giá 900 ngàn. Đầm này cái vải đẹp quá trời luôn. Von nha, đầm này của em là vải von. Màu sắc đẹp. Chế nào mà cái gu thích mặc đầm dài dáng Maxi thì mình chốt cái đầm này cho em. Mẫu này mình có 2 và 4. Xe 2 và xe 4 giá chỉ có 900 ngàn cái mẫu này thôi nha mấy chế. Dạ ai còn ai không thích mặc dài đó, thì mình cắt ngắn lên tí xíu. 2 và 4. Rồi rồi đầm vôn vàng size 6 nha mấy chế. Dạ màu đẹp ghê chưa. Hôm nay nói chung là những cái đầm vàng đem về đợt này nhìn rất là đẹp, màu sắc đẹp, chất liệu vải đẹp nha. Rồi đầm vàng size 6, đầm này Ngọc để mọi người giá 980, hàng cao cấp nha. Dạ cái vôn vàng này vải đẹp lắm, vải như vải lụa vậy đó, lụa vôn á. Dạ size 6 giá 980 ngàn, đó thấy không. Em mà em thường là em mặc 2 với 4 cho nên cái 6 mặc nó hơi bị tuột xuống dưới đây một tí xíu. Ai đúng size đẹp lắm luôn nha. Size 6 980.
Rồi ok, Ngọc chốt chị Minh Chi size 6 giá 9,8. Rồi, Vinh Cà Mu Tô size 6. Dạ, đầm Vinh Cà Mu Tô size 6 giá 9,8 luôn. Màu này là màu tím cẩm á. Vinh Cà Mu Tô size 6 9,8. À, số ký của ai 55 58 ký mình chốt đầm này cho em. Dòng eo 76 80 chốt cái này cho em nha, Vinh Cà Mu Tô. À, cái đầm này cái màu đẹp ghê hồn luôn á. Nè, Vinh Cà Mu Tô mà chỉ có 9,8 thôi. Vinh Cà Mu Tô 9,8. Đầm này dễ thương lắm á mấy chị. À, 1m65 nặng 53 kg, chốt size 2 hoặc size 4 cho em nha. Dòng eo bao nhiêu chị? Dòng eo 70 chốt size số 2 thôi. Dòng eo 73, 74 thì chốt size số 4. Thường là chị mặc số 2 là chuẩn nhất đó chị. Tại chị có 53 kg mà chị cao tới 1m65, chị chốt 2 là đẹp nhất. Rồi, đầm Vinh Cà Mu Tô size 6 giá 9,8. Số ký 55 58 kg, chốt cái đầm này cho em, dòng eo 76 80 luôn nha. Dạ, cái màu của cái màu tím của cái đầm Vinh này đẹp nè. Cái đầm Vinh Cà Mu Tô này cái màu tím đẹp ghê hồn luôn á. Size 6. Rồi qua mẫu nha. Eo 67 chốt xe 2, mặc cái đầm vô. À, rồi đầm vàng size 6 giá 950. Đầm ren vàng size 6 giá 950. Size 6 này thì thông thường eo 74 78, chốt 6 cho em nha. À, ren vàng size 6 giá 950. Chế nào mà thích mặc. Rồi ok ok, Ngọc chốt rồi, Ngọc chốt cho em rồi. Ngọc chốt cho em cái đầm beo đó rồi. Rồi, đầm ren màu vàng size 6. Giá 950. Cái ren vàng này là ren vàng cao cấp á. Chất lượng đẹp vô cùng luôn. Ren vàng size 6 giá 950. À, số ký của ai 53 57 ký mình chốt cái này nha. Dòng eo của ai 74 78 mình chốt cái này. Và ai thích mặt ren thì mình chốt cái mẫu này cho em nha, size 6. Rồi cái này là vôn. Rồi size 10. À, rồi Ngọc để Ngọc soạn. Cái mẫu này Ngọc có 8, 10, 14 nha. Đầm vôn này em có size 8, size 10 và size 14 giá 900.000. Và ai thích mặc đầm vôn thì mình chốt cái mẫu này cho em. 8, 10, 14. Cái vôn này á, mọi người nhìn thấy cái nền vôn rất là đẹp nha. À, size 8, size 10 và size 14 mà giá rất là rẻ nha, chỉ có 900.000 thôi. Chất liệu vải bao đẹp luôn. Cho mấy cái đầm này. Chưa có khách 14 cho nên mình lên 10 chứ. Rồi đầm vôn 8, 10, 14 giá 900.000. Vôn màu cam nha. Màu sắc rất là nhã nhặn, rất là trẻ trung. À, 8, 10, 14. Dạ, đây. À, cái tay của nó ở trong là nó may lên tới đây nha, nó phủ như vậy nè. Đó. À, size 8, size 10 và size 14 giá 900.000. Vôn cam. Cái đầm này cưng, nhìn rất là cưng, cái màu nhìn trẻ trung quá trời luôn. Dạ, 8, 10, 14 nha. Rồi em qua mẫu.
tay á. Rồi vôn hồng nha. Dạ vôn hồng giá 980.000, size số 10. Dạ cái này nó là đầm vôn một màu mà là màu hồng, hồng sen á. Dạ đầm size 10 giá 980. Thôi bán 950 thôi mấy chế. Dạ bán 950 thôi. Tại size 8 đầm là cái đầm vôn hồi nãy á. Rồi cái mẫu màu màu hồng sen này. Cái hồng sen này của em là size số 10. Hôm nay cái mạng chán quá comment á cho nên em không thấy cái gì luôn á, nó có khi thấy có khi không. Dạ, rồi cái đầm này size 10 giá 950. Size 10 950 mấy chị. Size 10 950. Dạ cái này nó là vải vôn nha, vải vôn. Mà cái màu nó đẹp ghê hồn luôn á. Dạ cái đầm vôn màu hồng này đẹp quá trời luôn, màu cực kỳ yêu luôn. Size 10 là 62 đến 65 kg mình chốt, dòng eo 84 88 90 mình ok nha. Dạ, size 10 950, em qua mẫu nha. Rồi, đầm size 12 nha mấy chế. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1150. Đi tiệc size 12 giá 1150. Dạ cái mẫu này nó là đầm đi tiệc nha mấy chị. Size 12 giá 1150. Cái màu này ở ngoài đẹp lắm á. Bữa trước cái mẫu này đó, cái hồi trước em về là em bán 1.450.000 á. Dạ hôm nay xuống còn có 1150 là rẻ đó. Ai mặc được 12 mình chốt đi. Dòng eo của ai cỡ khoảng 88 đến 94 mình mặc được cái này. Cái này nó có độ co giãn. Đây. Mẫu này mình có size nhỏ không? Chế nào mặc được size 12 mình chốt cái này đi. Đầm này mặc lên form mặc cực đẹp luôn. Dạ, dòng eo của ai mà cỡ khoảng 88 đến 94 mình chốt được đầm này và số ký cỡ khoảng 65 đến 68 ký ok. Dạ, đầm đi tiệc size 12 giá 1150, cái này sang. Màu xanh của cái này rất là sang. Size 12 nha, 1150. Con hỏi cô Thúy Nguyễn chốt cái này không, cái đầm này đẹp quá trời. 12 cổ, đầm này cổ mặc được nè. Thun co giãn mà. Rồi. À, cái đầm em đang mặc là size 12 giá 1150 nha. Rồi cái này là đầm nhung nha, à, đầm nhung ép form suông dáng chữ A. Cái mẫu này Ngọc có size 12 và size 14. Dạ à, chị nào mà thích là mặc nhung thì mình chốt nha. Cái này nó là nhung vôn ép. Đầm đỏ nào? Nó màu hồng, hỏi chỉ màu hồng mà. Rồi mẫu đầm vôn này Ngọc, à, đầm nhung này Ngọc có size 12 và size 14 nha. À, cái dáng đầm này nó là form suông theo kiểu chữ A. Cho nên đối với ai mình có cái nay bụng à. Đâu? Hoa đỏ nào? Đỏ đen nè, cái này. Là chỉ đó, chỉ lấy. Đó hạnh bích là chốt size 6 là đúng rồi đó Thảo. Đưa cái đó đi. Rồi mẫu này 12, 14 nha. Giá 980 nhung. 12, 14, 980 mà nó là dáng đầm chữ A. Cho nên khi chúng ta mặc cái đầm này á, mình sẽ không thấy bụng. Đối với ai mà mình bị bụng trên, bụng dưới, hai bên có nay, mặc những cái dáng đầm chữ A này là nó che khuyết điểm cho mình được rất là nhiều. Dạ, 12, 14, giá 980, đầm nhung nha. Được, 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 ok, vừa. Vừa, vừa. Nói đi, nói với chị Đinh Thị Nguyệt vừa. Trời ơi hôm nay không chốt được hàng nha. Nó mất comment hết trơn rồi, bực quá.
mấy chị comment nhiều giùm em cái đi, comment một dòng em không thấy, nhắn giùm em 2-3 dòng liên tục đi, nó bị ẩn comment hết trơn rồi, không thấy một cái gì luôn, bị ẩn comment hết trơn rồi. Bấm giùm em mấy dòng đi em mới thấy, còn không lại không thấy ai luôn á. Size 8 và size 10 giá 900.000 đầm vôn. Size 8 và size 10 giá 900.000 vôn. Đầm vôn 8 và 10 900. Hạnh Bích chỉ xem đầm hoa đã đen cho sáu đi. Đây, đó, mới chụp hình cho chị rồi. Hôm nay không coi được. Đây đây. Cái beo, thắt cái beo vô. Đây, Hạnh Bích, cái này thì thôi tuyệt vời luôn, không có còn cái gì để mà nói nữa. Cái đầm này thì thôi quá đẹp luôn. Xe xe. 85 nặng 70 kg, eo 85 chốt xe máy. Hử? Đỗ Thị Lê Thị. Cao 1m65 nặng 70 kg, eo 85. Chốt 12. Chốt 10 á. Chốt size 10 nha chị, chốt size 10 giùm em. Rồi chị Hạnh Bích, size 6 của chị nè. Trời ơi, đẹp giả mang luôn, không chốt nữa thôi luôn á. Lấy đi chị Hạnh Bích, cái đầm này đẹp lắm luôn á, sang, rất là sang. Chị có chốt không? Không chốt, hồi có khách khác chốt đó. Okay. Rồi cái mẫu đầm vôn này của em có số 8 với số 10 giá 900.000. Đầm vôn size 8 và size 10 giá 900.000. Cái này 150 hả cô? Hạnh Bích đó. 2 triệu hoặc 1 triệu 2. Bây sao cứ bớt giá hoài chết rồi. 10 nè. Rồi cái này 8 với 10. Hả? Cái gì? Rồi 10. Ai cái 8 nữa? Eo 88. Eo 88 chốt size số 10. À, rồi cái đầm Pháp này của Ngọc nó là đầm Pháp size 2 nha. Dạ, đầm Pháp size 2 tay vôn giá 900.000. Đầm ông già đó mấy chế. Dạ, em mặc 4 mà cái này em mặc nó 2 cho nên nó hơi chật so với em. Dạ, đầm Pháp size 2 giá 900.000 tay vôn. Chế nào mặc 2 chốt cái đầm Pháp này đi. À, đầm này nó là hiệu này nè. Dạ, hiệu Karl Lagerfeld nha mấy chế, 900k size số 2. Dạ, chế nào mặc được size 2 mình chốt cho Ngọc cái đầm này nha. Đầm Pháp size 2 giá 900.000. Pháp 2 900.000. Pháp. Trời, tôi có cái mùi gì vậy trời. Pháp size 2 900k nha mấy chế. Rồi cái này của Ngọc là đầm size 10 giá 750. Đầm size 10 giá 750 nha. Cái này hiệu Reston New York nha. Size 10 màu nu giá 750. Size 10 màu nu nha. Và cái màu này nó là màu hồng nu. Đầm size 10 giá 750 màu nu. Size 10 giá 750 nha. Size 10. Dạ chế nào mặc size 10 chốt cái này đi. Cái đầm này giá rẻ quá trời luôn, 750. Size 10 giá 750. Rồi bây giờ Ngọc có cái đầm này size 2. Dạ Ngọc có cái đầm vôn này là size 2. Dạ, size 2 cái mẫu này là chắc em mặc không vừa rồi.
Dạ, đầm vôn size 2 cái kiểu này đẹp lắm luôn á. Dạ, cái đầm này Ngọc để mọi người giá 850 size 2, bao đẹp luôn. Kiểu dễ thương cực kỳ luôn. Nhưng mà mẫu này em vô không vừa với cái người của em, ai mặc được size 2 chốt cái này đi. Size 2 giá 800 ngàn, phải không? Size 2 Nguyễn Nga. Đúng không? Tụi bay coi có bị nước này nọ gì không vậy? Mùi ẩm mất á. Tức chết rồi được mất mùi gì. Mấy cái bao nó có bị nước, ướt không? Đầm đỏ size 12 nha mấy chị. Đầm đỏ size 12 giá 950. Đầm đỏ 12 giá 950. Dạ chế nào mặc được size 12 đầm đỏ này mình chốt cho em nha. Đỏ size 12 giá 950. Size 12 đầm này thì dành cho ai mà có số ký cỡ khoảng 65 68 ký size 12, 950. Hỏi cô Thúy Nguyễn chốt cái này không? Cô Thúy Nguyễn mặc mấy nằm này được nè. Đỏ size 12. Dạ ai mà thích đầm đỏ mặc nhìn cho nó trẻ trung. Đỏ size 12 nha. Rồi lấy cái này cho cổ đi. Này đẹp nè. Rồi à, thế nào? Em mặc size mấy là sao chị bé Hai Phạm? Cái đầm đỏ đó là size 12 chị. Rồi cái đầm đi tiệc này của em là đầm size 2 nha. Đi tiệc Vinh cầm mô tô size 2. Đi tiệc Vinh cầm mô tô size 2. Dạ đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 980. Dạ à, cái này nó là tiệc, tiệc Vinh cầm mô tô kết cườm nha. Kết cườm size 2 giá 980. Mẫu này thì cái form nó hơi ngắn nha, với một phần em cao nên lại mặc nhìn nó ngắn, với mấy chế mét năm mấy là mặc không có ngắn như em đâu. Dạ 950 thôi. Dạ size 2 giá 950. Rồi ok. Rồi, đầm vôn size 10. Đầm vôn size 10 nha. Cái đầm này cái màu hoa đẹp nha mấy chị. Dạ, 980 size số 10. Ai thích mặc đầm vôn mình chốt cái vôn này đi. Vôn 10 giá 980. Dạ, đầm vôn size 10 980. Chị Đinh Thụy Nguyệt còn trên đây không? Dạ, cái này của thương hiệu Tahari nha. 980 size số 10. Dạ, shop em nằm trên đường Phan Đăng Lưu quá chị. Nhưng mà em không có tiếp khách tại shop đâu. Em chỉ bán online thôi, cho nên là mọi người mua trên online được thì mua ủng hộ giúp em nha. Chốt Đinh Nguyệt. Rồi ok, chốt chị Đinh. Có. Từ. Rồi cái đầm này của Ngọc nó là đầm size số 8 nha mấy chế. Form dài. Và đầm này nó là dáng đầm dài size số 8. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 650. Dạ size 8 dáng dài 650. Chị nào thích mặc đầm dài thì mình chốt mẫu này cho em nha.
À, dòng eo 80-84 chốt cái này cho em giá 650, form dài nha. Dạ dễ thương. Chị Hoàng Phượng lấy cái này đi. Con chốt cái này chị Hoàng Phượng đi. Cái này vừa rẻ mà vừa đẹp nữa. Chốt chị Hoàng Phượng đi, 650. Chị mặc size 8 mà chị thích form dài vậy. Chị có đầm này rồi, thôi đừng đưa Hoàng Phượng. À, đầm này mấy cái? Một đi. Rồi, đầm này Ngọc có size số 6 nha. Đầm size 6, thương hiệu Chanatac, đầm thiết kế nha. Size 6 giá 1 triệu, đầm size 6 Chanatac giá 1 triệu. Size 6 Chanatac giá 1 triệu. À, mẫu này thì ai 55-58 ký mình chốt nha. Hàng này là hàng thiết kế thương hiệu Chanatac nha. Ok, chốt Thu Hằng Nguyễn giá 1 triệu. Rồi, đầm vàng này của em là đầm CK nha, size số 4. Đầm này giá 1,1 triệu nha. CK size 4 giá 1,1 triệu. Đầm này quá đẹp luôn. Size 4 giá 1,1 triệu. Đầm này phải nói rằng là quá chuẩn luôn. Rất là ưng ý cái đầm này, form đẹp cực kỳ. Dạ, size 4 giá 1,1 triệu. Chế nào mặc được 4 lấy cái đầm này đi, không chê vào đâu được luôn nha. Đầm em mặc eo bao nhiêu vừa? À, cái đầm này eo của ai cỡ khoảng 72 đến 75 ok. Size ok, chốt Hồng Cúc Tạ đầm này. Chị bé Hai Phạm lấy, ai lấy? Rồi đầm vôn nha. Đầm vôn này Ngọc có 6, 8, 10, 12. Đầm vôn. Dạ cái đầm vôn này rất là đẹp. 6, 8. 6, 8, 12. Rồi đầm này em có 6, 8, 12. Dạ. Bao đẹp mấy chị. Dạ đầm này mặc bao đẹp luôn nha. Đầm vôn này thì thôi không chê vào đâu được luôn. Sáu, tám, mười hai. Dạ, cái đầm vôn này chất liệu vải khỏi chê vào đâu được luôn nha. Dạ, đầm vôn này Ngọc để cho mọi người với giá 1 triệu. Sáu, tám, mười hai. Đầm vôn này em có số 6, số 8 và số 12. Dạ, vôn đẹp lắm. Hả? Rồi, ok. Sáu, tám, mười hai mấy chí. Chết. Đầm vôn này thì cái màu sắc đẹp, form đẹp, kiểu dáng đẹp. Chất liệu vải thì thôi khỏi chê vào đâu được luôn. 6, 8, 12 nha. Đây, Ngọc cho mọi người nhìn xem cái nền vải vôn của nó đẹp như vậy nè. 6, 8, 12. Rồi em còn một cái số 8 và một cái số 12 nha. 8 thì dòng eo 80, 84 mình chốt 8 được. 12 là dòng eo 90, 94 mình chốt nha. Rồi còn một cái 8 và một cái 12 nữa.
gì? 2 hả? Rồi CK nha, đầm von CK 2810 hả? Rồi cái này của em là đầm von CK nha mấy chế, 2810. Đầm von CK size 2, size 8, size 10. Đầm này Ngọc để mọi người giá 980. Đầm von thương hiệu CK. Em có 2, 8, 10, giá 980. Dạ, von hoa nha, 2, 8, 10, 980. Dạ có. Kem bôi chứ không có thuốc uống nha. Giãn tĩnh mạch thì thông thường mình bôi ngoài da cho em trên cái vùng mà bị giãn tĩnh mạch. Thì bôi mỗi tối cho em trước khi đi ngủ thì nó sẽ cải thiện cho mình được rất là nhiều. 250 một tiếp thôi. Mở tiếp máy lạnh lên tí. Rồi, đầm CK Von size 2, size 8, size 10. Giá 980, chế nào thích mặc đầm Von thì mình chốt đầm Von cho em. 10 mai nghỉ. Rồi, Ngọc còn 2 với 8. CK Von. Em còn size 2 và size 8. Cái màu sắc của cái Von CK này đẹp nha mấy chị. Dạ. Rồi cái mẫu này Ngọc còn size 2 và size 8 nha mấy chị. À, cái CK này 8 thiên quanh lâm nè. 8 thiên quanh lâm. Cho nó xuống bớt đi con. Chật quá. Rồi mình còn cái size 2 nữa đó. Cái đầm này mình còn một cái size 2 CK nữa đó. Ai chốt? Rồi cái này em còn một cái 2 nha. Chế nào chốt mình chốt xem. Rồi đầm CK nha, vải thun co giãn CK size 8 và size 12. Giá 950. À CK nha mấy chế. Dạ đầm CK tay cánh tiên form body chất co giãn nha. Em có số 8 và số 12, giá 950. CK mà chỉ có 950 là rẻ nha mấy chị. Dạ size 8. 8 thì dòng eo 80 84 mình chốt, 12 là dòng eo 88 92 mình chốt nha. Chất co giãn cho nên là mình mặc mình sẽ không bị khó chịu ngay cái vùng eo. Nếu như ai mà mình bị có bụng to thì mình chốt mấy cái form mà nó có độ co giãn gì là nó dễ mặc. Rồi, em có số 8 và số 12. 950, đầm của CK nha. Form body. 950. Chế nào thích mặc đầm body thì mình chốt cho em. Cái này mình có mấy cái rồi. Cái này có mấy cái. Rồi CK 8 và 12. Size 8 và size 12 giá 950 nha. Rồi em qua mẫu. Cái đó bên đó. Dạ, đầm này của Ngọc nó là đầm đi tiệc nha, nhung. Nhung lịch. Ai? Là sao? Em đang mặc 8 hả? Là. Dạ. Dạ cái đầm vàng em mặc size số 8 á. Nhưng mà cái đầm đó nó có độ co giãn. Chị Mai nghĩ mặc 8 được rồi. Cái đầm vàng CK đó em nghĩ chị Mai nghĩ mặc 8 là ok rồi. Tại vì biết sao nó có chất co giãn. Rồi, đầm đi tiệc này của em là giá 1,2 triệu nha. Size đi.
hai cái M chị. Của Ngọc cũng M luôn hả? Là ba cái M hết hả? Rồi, đầm này của Ngọc là đầm đi tiệc size số 8, giá 1,2 triệu. À, chị nào thích mặc sexy, gợi cảm, lệch vai giống như Ngọc như vậy thì mình chốt cái mẫu này cho em nha. Mẫu này mặc trẻ trung dữ lắm luôn. Dễ thương ơi là dễ thương luôn. Giá 1,2 triệu, em có hai cái size 8 nha. Để em đổi đôi giày cho mặc cái, mang cái đôi dép thì nhìn á. Đầm này em ưng ý ghê luôn á. Em có giữ lại một cái em mặc á, đẹp lắm. Dạ, đầm size 8. Mẫu này á, là ai mà có dòng eo 80-84 mình chốt đi. Dạ, đầm này xinh quá trời luôn, giá 1,2 triệu. Bữa trước 1,4 triệu á mấy chị. Hôm nay còn cái giá này là rẻ đó. Đẹp quá ha. Đầm cưng ghê. Size 8, 1,2 triệu nha, em có hai cái. Dạ, mẫu này ai mặc được thì lấy đi. Nhìn trẻ trung ưng ý ghê luôn. Rồi, qua mẫu nha. Đi tiệc size 8 giá 1,2 triệu. Không có được nha chị Lê Lữ Hoàng. Rồi cái đầm vàng này của Ngọc, Ngọc có size 8 và size 10, giá 950. Đầm vàng này em có số 8 và số 10, giá 950. Cái đầm này cái chất thun của nó rất là đẹp nha mấy chị. 8 và 10 giá 850. Size 8 và size 10 giá 850. Chất thun co giãn nha. Đầm này mặc có độ co giãn cho nên sướng lắm, với lại cái tùng ở dưới nó xòe nhẹ đó, cho nên là mặc nhìn nó trẻ trung vô cùng luôn mà đã. Và nó là màu vàng. Nhiều khi đầu năm á mấy chế kiếm cái đầm vàng không ra đó. Mấy cái đầm này mình mặc những cái dịp lễ Tết này nọ thì rất là đẹp, đi chơi chụp hình nhìn cũng rất là trẻ trung nữa. Và nó form của nó là nó có độ co giãn cho nên dễ mặc vô cùng luôn. Dạ, số 8 và số 10 nha mấy chị. Số 8 và số 10 giá 900.000 chứ không phải 850 nha. Mấy cái đầm này bữa trước là mấy chế muốn đụng vô là 1,2 triệu một cái chứ không có rẻ đâu. Rồi em qua mẫu đi. Đây. Rồi đầm size 10 giá 950. Size 10, vàng cũ là vàng nào? Rồi, size 10 giá 950. Đầm này là đầm cao cấp nha. Ai? 65kg là cho 12. 10, lấy cái số 10 á. Lấy số 10 cho chị Mạc Lan. Rồi. Rồi, đầm này của em size 10, chị Mạc Lan mặc số 10 là vừa nha chị. Cái đầm 900.000 hồi nãy á, số 10 chị Mạc Lan mặc được nha. Ok, em chốt vàng cho chị. Rồi đầm này size 10. Đầm này size 10, 950. Số ký của chế nào của em mà 62 đến 65kg mình mặc được size 10 nha. Dạ cái đầm này cái màu hoa nó nhu. Dạ ai mà thích mặc đầm có tay thì mình chốt cái này. Cái vải của cái đầm này đẹp lắm luôn. Hàng đầm này nó là hàng đầm cao cấp á. 1,2 triệu. Hả? Váy hoa trên mặc size gì là sao chị? Ở dưới Hiếu Liên đầm còn nhiều lắm đó, lôi ra đi. Mẫu này size 10 giá 950 nha. Size 10 950. Rồi qua mẫu. Em chốt rồi chị, đừng có chốt nữa, Ngọc đã chốt rồi. Vẽ hoa trên là gì?
Rồi si cây nha mấy chế, đầm si cây giá 750. Em có số 4 và em có số 6. Si cây von em có số 4 và số 6 giá 750. À, đầm si cây von dáng đầm chữ A, vải von hoa nha. Ngọc có số 4 và số 6 750. Si cây von mà có 750 thôi mấy chị. Và cái đầm này nó là dáng đầm chữ A. Cái nãy chị là cái nào chị Thu Hằng Nguyễn? Chị ơi, chị chụp hình cái chị muốn lấy nha. Chút xíu xuống like cho em 6 cái đầm này. Size 6 cho Thu Hằng Nguyễn nè. Thu Hằng Nguyễn cái này. Cái này chị cho em 6 nè, rồi ai 6 nữa? Uy Nguyễn. Lấy gì nữa? Đủ không? Đủ 6 không? Rồi chị Nguyễn Thu Hằng 6 nữa kìa. Rồi mình còn một cái số 4 nữa nha. Thu Hằng Nguyễn kìa. Ở đây có còn một cái 6 thôi. Nè. Rồi. Vậy đủ rồi. Chị là chọn 3 cái 6 hết luôn. Size 4 em mặc vừa không vừa, tại vì cái form này á nó là form dáng chữ A. Chốt Nguyễn Nga quận 7 đi. Rồi, Nguyễn Nga quận 7 tới chị Ngọc. Vừa. 4 5 được. Sao nó có cái mùi gì vậy trời? Tụi bay có nó có bị ẩm nước vô trong đây không, ngày mai kiểm tra coi nó có bớt ướt đầm gì không. Kiểm tra mấy cái này nè, coi có nó bị ướt ở trong khu vực này không, kiểm tra chưa. CK nha, CK size 6 giá 1.100.000 nha. Đầm CK size 6 giá 1.100.000. Lát nữa lôi mấy cái đầm ở trong cái khu vực của Du Liên á. CK size 6 giá 1.100.000 nha, chất thun co giãn, cái đầm này đẹp quá trời. Đầm này cái hoa đẹp ghê luôn á. Chế nào mặc 6 được mình lấy cái này đi. CK size 6 giá 1.100.000 chất co giãn nha. Nè, nó hôi cái khu vực bên đây nè, hay nó hôi cái mùi điện nha. CK nha, CK size 6. Size 6 này thì dành cho ai 55-58kg, dòng eo 74-78kg, mình chốt cái này cho em. Cái đầm này nó đẹp là nhờ cái màu á. Cái màu của cái đầm này đẹp. Size 6. Ok, chốt Lê Phương. Rồi, à, cái đầm này là Thùy Linh, chốt cho Thùy Linh đi. Thùy Linh bữa con mới chốt á, bữa giờ mới lòi ra cái đầm này là Thùy Linh, 900 nè. Rồi đầm nhung đen nha, nhung đen size 6. Nhung đen size 6 và 4 nha mấy chế. Dạ, cái đầm nhung này Ngọc để cho mọi người giá 950. Nhung đen size 4 và size 6. Dạ, dòng eo của ai 74 cho đến 680 là em có size nha. Nhung màu đen nha. 950. Nhung đen. Dạ, cái đầm nhung đen này đẹp quá trời luôn. Ai thích mặc nhung mình chốt nha. Em có 4 với 6. 950. À, chế nào thích mặc đầm nhung mình chốt nha. Nhung này là nhung có độ co giãn nha. Em có 4 với 6. Ngọc có size 4 và size 6 giá 950. Đầm nhung này mặc sang chảnh vô cùng luôn nha. Và ai mà cái gu thích mặc đầm nhung thì mình chốt cái này cho Ngọc. 4 và 6 giá 950. Rồi Ngọc qua mẫu nha.
Cái đầm trắng của Pháp này đẹp quá mấy chị. Dạ, đầm trắng của Pháp giá 1,2 triệu nha. Dạ, cái này là em mua giá nó mắc nha, với lại là hàng này nó chưa có sale cho nên là mấy chị mua mắc nha. Dạ, đầm này giá 1,2 triệu, size số 6, đầm trắng tay ren nha. Đầm của Pháp. Đầm này sang quá trời luôn. Dạ, tình yêu nào thích mặc đầm trắng mà kiểu nó đơn giản nhẹ nhàng như vậy thì mình vô mình chốt. Nguyễn Trọng. Vôn màu đỏ size 2, bông vàng size 4. Chị Hồng Quốc Tài chị nhắn cái gì á. Rồi, đầm trắng size số 6 giá 1,2 triệu nha, đầm của Pháp. À, Thúy Hồ chị nha. Ok, Ngọc chốt chị Thúy Hồ đầm này giá 1,2 triệu. Rồi, cái đầm này của Ngọc nó là đầm size số 6 và size số 8. Dạ, đầm này quá xinh luôn nha, size số 6 và size số 8 giá 1,1 triệu. Đầm này bao xinh luôn. Dạ, cái đầm này là bao xinh luôn. À, em có số 6 và số 8 giá 1,1 triệu. Chị Thúy Hồ quất luôn cái này đi. Cái này đẹp quá trời đẹp luôn á. Đây, cái đầm này mặc lên nhìn rất là nhí nhảnh. Rất là trẻ trung luôn. Em có số 6 và số 8 giá 1,1 triệu nha. Số 6, chị Nguyễn Thanh Hải. Số 6, Nguyễn Thanh Hải. Rồi, cái đầm này của Ngọc nó là đầm vôn size 10 nha. Chị eo 80 lấy chị 1,1 triệu. Khách lấy mất tiêu rồi. Khách lấy mất tiêu rồi chị Thiên Quanh Lâm ơi, khách lấy rồi. Rồi, đầm này của Ngọc nó là đầm vôn size 10 giá 800 ngàn. Đầm vôn hoa size 10 giá 800. Form chữ A. Vôn hoa size 10 800k. Vôn hoa size 10 giá 800k. Cái này nó là dán suông chữ A nha mấy chế. Dán nó suông suông theo dán chữ A cho nên là mình mặc nó không có thấy bụng. Đây à, em phải thâu cái này lên tại vì em mặc size 10 à, size số 4. Cái này nó tới 10 nó hơi rộng với em. Dạ, em phải thâu lên giày nó rẽ ra form nha. 800 ngàn một cái đầm size 10 là mấy chế mua nhanh đi. Dạ, cái đầm này nó là vải vôn dán chữ A. Mình mặc mình sẽ che khuyết điểm được rất là nhiều. Dạ, áo này mình mặc che khuyết điểm được rất là nhiều nha. Không thấy bụng. Dạ. Ai? Là mẫu nào? Rồi, 8 và 10 à, đầm này hai cái size 10 giá 800 ngàn. Size 10 là cỡ khoảng 62, 65, 66 ký ok nha. 800 ngàn cái đầm này quá rẻ luôn. Rồi, ok, qua mẫu. Rồi, mẫu này size 4 giá 900 ngàn nha. Cái đầm này đẹp quá trời luôn. Size 4 900. Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Ai? Vụ gì? Ai? Có, chốt của chị đó. Size 4 giá 900 ngàn nha. Đầm này kiểu mặt nhìn rất là gợi cảm, rất là sexy. Và cái màu cũng có cái đầm này rất là tây luôn. Dạ, size 4 giá 900 ngàn. Nếu chế nào mà thích mặc những cái đầm mà cái kiểu nó công sở vậy nè à, mình chốt đi. Cái màu của cái đầm này đẹp. Size 4 giá 900 ngàn. Vải của cái đầm này đẹp. Đẹp dữ lắm luôn á. Dán đầm này thì thôi khỏi chê vào đâu được luôn á. Size số 4 à, mẫu này thì ai mà 52, 55 ký mình chốt cho em. Size 4. Dạ, đầm này của em là size 4. Đó. Sang ghê hồn luôn á. Cái màu đầm đẹp quá trời luôn. Size 4 giá 900k. Rồi, em qua mẫu. Cô
Rồi, đầm này Ngọc có số 4 và số 6 giá 700 ngàn. Size 4 và size 6 giá 700 ngàn. 4 và 6 giá 700 ngàn. Đầm size 4 và size 6 giá 700 ngàn nha. Cái đầm này là nó in cái họa tiết hình cây dừa đó. Dạ, số 4 và số 6 giá 700 ngàn. 4 và 6, 700k. Size 4 và size 6 nha. Cái đầm này 700 ngàn, mua nhanh đi mấy chế. Dạ, cái họa tiết cái đầm này rất là xinh. Vừa đẹp mà vừa rẻ nữa. 4 và 6 giá 700. Rồi, Ngọc qua mẫu nha. Dạ, cái này nó là vải xô chị. Vải này nó là vải xô. Vải xô chị Hải. Vải xô. Không biết nữa, vải nói chung là cái vải này rất là lạ. Nhìn cái mình đầm đẹp lắm. Nó giống như là vải tấp ta vậy đó. Chứ không phải xô đâu, vải tấp ta đó. Mình hàng ok lắm. Rồi, đầm này của em là size 6. Đi tiệc size 6 nha. Dạ. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1050, size số 6. Hàng cao cấp. Size 6 hàng cao cấp giá 1050. Màu đẹp nha. 1050 size 6. Một không năm không size số 6 nha. Đầm này á, thì em tính nó là size 4 thôi, tại vì nó không có co giãn đó, cho nên là dòng eo của ai 72 đến 75 thì mình mặc được, chứ trên 75 mặc cái này nó bị chật á, tại vì nó không có co giãn, cho nên là cái này là mình tính nó là size 4 thôi, chứ không thể nào tính nó là size 6 được nha. Nên đối với ai mà mặc size 4 thì mình chốt cái này, chứ size 6 em nghĩ là nó không vừa đâu, nó bị chật á, tại vì em mặc size 4 mà em mặc nó hít vô trong người của em vậy nè. Rồi, size 4 giá 1 triệu nha. Đầm size 4 giá 1 triệu. Tại thông thường em sẽ cảm nhận từ cái vòng eo và cái người của em. Em mà mặc cái gì mà nó hết vô trong người thì nó là size 4. Tại vì em là mặc chuẩn size 4. Dạ, khi nào mà em thấy cái eo nó hơi rộng rộng ta tí xíu thì là mình size 6 nha. Ok. Rồi, cái CK trắng này, hàng cao cấp nha mấy chế, rất là đẹp. CK này Ngọc có số 4, số 6 và số 8 giá 1 triệu 2. Dạ, đầm này là về bao nhiêu cái là đi hết bấy nhiêu cái. Tại vì nó rất là đẹp. Ở trong là nó body như vậy, nhưng mà ở ngoài nó phủ một cái lớp vôn và nó cột cái nơ cho mình bên đây nè. Cho nên là nhìn cái kiểu nó rất là dễ thương nha. Nhìn nó trẻ trung dữ lắm. 4, 6, 8 và chỉ có 3 size thôi. Giá 1 triệu 2. Đầm này giá táp 200 đô nha mấy chị. Giá táp cái mẫu này 200 đô. Em bán nha mấy chị, cái mẫu này có 1,2 triệu là phải nói rất là rẻ. Chốt chị Lan Phương size số 4. Lan Phương này Kiên Giang á. Rồi mình còn 6 với 8 mẫu này. CK này em còn 6 với 8. Thường thì em biết là mấy chị rất thích mặc mấy cái đầm trắng. Mà mấy cái form đầm trắng này nhìn rất là xinh nha. Xinh lắm. Cái trắng này không phải nói luôn, nó không chê vào đâu được luôn á. Rồi mình còn 6 với 8 á. Rồi ok, một cái. Rồi em còn hai cái 8. Em còn hai cái 8 nữa. Mẫu CK này em còn hai cái 8 nữa. Cái này nó đẹp là nhờ cái vôn với lại cái nơ bên đây nè. Dạ. Đó, nó có cái nơ ngay đây là cho nên là nhìn nó rất là trẻ trung. Rồi mình còn hai cái size 8 nữa đó mấy chế. Size 8 là eo 80 84 mình chốt cho em. Còn đúng hai cái 8 thôi. Size 8 là dòng eo 80 84 chốt 8 cho em nha. Cái đầm này á, em đảm bảo mấy chị mua rồi là mấy chị không có ai chê luôn á. Tại vì cái form cái đầm này cực kỳ đẹp luôn. Cái dáng đầm nó xinh và trẻ trung dữ lắm luôn. Còn đúng hai cái 8 thôi. Dành cho ai cỡ khoảng 58-62kg mình chốt. Dòng eo 80-84 mình chốt nha. Hai cái 8 cuối cùng giá 1,2 triệu. CK nha mấy chế. Dễ thương vô cùng luôn.
Rồi em qua mẫu nha. Ai mà chốt 8 được thì mình báo với em nha. Rồi. Ai? Chốt Minh Anh cái xe 8 đi. Rồi CK Vol nha, cái này đẹp quá trời luôn. Cái này có size dưới không? Rồi CK Vol size số 8. Đầm CK Vol size 8 nha. Dạ, cái này 68 mình mặc được nha. CK Vol. Đầm này giá 1.150.000 nha. CK Vol mẫu này 68 mình chốt được nha. Ok, chốt Thiên Quanh Lâm. Ok, chốt Thiên Quanh Lâm. Rồi CK body nha. Rồi đầm CK size số 6 giá 950. CK size 6 giá 950. CK size 6 giá 950. Với lại ở trên đây em còn 2 cây kiến Dior nữa là hết hàng. Dạ em còn 2 cây kiến Dior nữa là em hết hàng. Cho nên lần là chế nào mà muốn xài kiến Dior thì mình lấy nha. Dior cây này đợt này là mình mua được rẻ 500.000 á. Thu Hằng Nguyễn chốt cái này. Yeah. Cái kiến Dior đợt này mấy chế mua là rẻ được 500.000 so với cái hôm bữa em mua đó. Hôm nay em mua được sale. Và cây Dior này phải nói là đẹp 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 rụng rời luôn. Mà giá có 3.700.000 à. Bữa trước cây Dior này là 4.200.000 một cây nha. Và nó có cái logo chữ Dior. Đây. Phải nói rằng là đẹp xuất sắc luôn. Em còn 2 cây Dior giá 3.700.000. Chế nào muốn đeo thì mình chốt cho em. Đẹp lắm. Cây Dior này phải nói là không chê vào đâu được luôn á. Mà lại rẻ hơn đợt trước 500.000 một cây. 2 cây cuối cùng. 2 cây Dior cuối cùng nha mấy chế. Firm bao đẹp luôn. Hàng Dior là mấy chế nhìn thấy nha. Và cái màu của nó nè. Xuất sắc luôn. Đợt này rẻ quá trời luôn. Dạ nếu mà mình mua kiến mắc tiền thì đi đâu đi chơi mình đeo nha. Cái này lên phơm. Chốt cho Nguyễn Nga quận 7 một cây rồi. Mình còn một cây cuối cùng thôi là hết rồi. Em còn một cây cuối cùng nữa là hết rồi. Dior bữa trước là 4.200.000 một cây. Đợt trước em về là 4.200.000. Nhưng mà đợt này về chỉ có 3.700.000 thôi là cây cuối cùng nha. Hết rồi. Đây là cơ hội để cho cái này của Nguyễn Thu Hằng nha. Đây là cơ hội để cho mình mua cây kiến này với giá chỉ có 3.700.000 thôi. Chứ thường Dior là phải 4.000.000 chứ không có giá này. Dạ cây này lên form bao đẹp luôn. Đây logo chữ Dior. Dạ mấy chế mua của em là hàng chính hãng nha chứ không phải hàng phép đâu nha mấy chế. Dior của em là hàng chính hãng chứ em không bán hàng phép nha. Dạ cây kiến này. Rồi hết luôn. Rẻ, đợt này mua được rẻ. Bữa trước mắc lắm. Bữa trước không có giá này đâu, bữa trước 4.200.000 á. Rồi, chốt luôn. Rồi hết rồi, cái này Nguyễn, cái đầm này cũng Nguyễn luôn á. Mấy cái? Còn một cái.
Rồi đầm đi tiệc nha mấy chế. Dạ đối với cái đầm này chịu khó mặc cái áo ngực không dây giúp em nha. Giấu cái dây áo ngực xuống nha, thầy mình sẽ. Rồi đi tiệc này Ngọc có một cái số 8 và một cái số 10 giá 980. Dạ mặc áo ngực không dây thì mặc cái đầm này lên nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi đi tiệc giá 980, Ngọc có số 8 và số 10. Đầm này cái màu nhu. Trời ơi, em mua em nói thiệt em lời ít lắm mấy chị. Trời ơi, chết em luôn. Rồi size 8 nha, dạ size số 10 giá 980. Dạ cái đầm đi tiệc này dễ thương. Đối với ai mà ở nhà mình có mua cái cọng dây nịt á, mua mấy cái beo mà dạng beo thun thun giống giày mà mình mua màu đen á, mình thắt với mấy cái đầm này á, nhìn nó trẻ trung. Cái đầm này nó mình thắt mấy cái dây beo này vô nhìn nó rất là dễ thương. Đầm này đẹp lắm luôn mấy chế. 980 mua đi. Dạ cái mẫu này 980 mấy chế mua đi, rẻ quá trời rẻ luôn á. 1.250.000 mà còn có 980 thôi đó. Số 8 và số 10. Đi tiệc nha. Ai? Eo số 10 hả? Eo số 10 là 85 cho đến 90 mình mặc được. Eo số 8 là 80 đến 84 mà số 10 là 84 cho đến 90 mình ok. Dạ. Dòng eo số 8 là 80 85. À, số 10 là 85 90 mình ok. Đó. À, đối với cái đầm này về mà chúng ta có mấy cái beo thun màu đen hoặc là màu nu á, mình thắt vô. Cái này ha. Ok. Rồi mình còn một cái số 10. Mẫu này em còn một cái số 10 giá 980 nha. Em còn một cái 10 980. Rồi qua đi. Mua beo bán đi em hả? Dạ ok rồi, bữa nào Ngọc sẽ nhập. Cái beo thì nói chung nó không có sale, cho nên là em mua giá nào về em bán giá đó nha. Beo bên Mỹ nhiều sợi đẹp lắm nhưng mà phải tội nó không sale. Nhưng mà thôi Ngọc sẽ mua khoảng 50 sợi giá vốn về bán cho mấy chị thôi. Chứ nếu mà em bán mà em có lời thì mấy chị mua thì nhiều khi ngán tiền. Riêng cái beo ít hôm nữa Ngọc nhập về Ngọc bán quê tiền cho mấy chị. Bán coi như bán tặng. Rồi đầm vôn size số 6. Vôn đầm vôn size 6 màu đỏ, cái này cưng quá trời cưng luôn. Dạ chế nào mà cái gu thích mặc những cái đầm sexy gợi cảm như vậy, màu đỏ như vậy mình chốt nha, 900k thôi. À, size 6 giá 900k. Dạ đầm vôn màu đỏ size 6 giá 900k. Dây nha. À, đầm này kiểu dáng mảnh mai, màu vôn đẹp ghê chưa. Dạ size 6 giá 900k. Đầm vôn size 6 giá 900. Ở đây em có cái đầm sơ mi của Polo nha. Dạ em có cái đầm sơ mi của thương hiệu Polo size số 6. À, chế nào chốt thì Ngọc để rẻ thôi. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá 750 thôi. 750. Chị Hoàng Phượng có thích mặc đầm sơ mi không? Cái đầm sơ mi này phải nói rằng là đẹp rụng rời luôn. Vải đẹp lắm. Sao không có hai chị nhỉ? Rồi, bô lồ size 6, đầm sơ mi bô lồ size 6 giá 750, cái này vừa bán vừa tặng nha. Dạ cái này ai mặc được mình chốt nha. Vừa bán vừa tặng cái đầm này nha. Cái đầm này nó có cái beo nha. Dạ nó có cái beo thắt ở ngay chính giữa cái eo. Bao đẹp luôn mấy chế, cái vải đẹp giả mang. Ai mà cái gu mặc đầm sơ mi mình lấy. Cái này Ngọc vừa bán vừa tặng không lời mọi người cái đầm này. Danh dự luôn cái đầm này, nếu như ai mặc được lấy đi. Em không lời mấy chế một cái 1.000 nào của cái đầm này luôn á, 750. Đẹp giả mang. Lâu lâu thích bán tặng vậy đó. Dành cho những chế nào mà thích mặc những cái form đầm sơ mi nha. 750 size số 6. Sao? Cái đầm dây này sao? Rồi cái này đầm dây size số 2 nè, Nguyễn Nga. Đầm này size 2 nè, Nguyễn Nga, xin giả mang. À, muốn chốt thì chốt cái này nè, cái này đẹp. Cái đầm này là đầm cao cấp C2.
Mày để Ngọc mặc cho. Rồi cái đầm đỏ này size 6 900k, chế nào chốt? 58kg dừa. Dừa dừa. Ai? Là cái đầm đỏ này hả? Đầm sơ mi hay là cái nào? Chị hỏi đầm sơ mi hay là đầm nào? 58kg chốt được cái đầm sơ mi này. Cái đầm von này ai chốt? Đầm von 900k này size 6 ai chốt? Rồi cái đầm này của Ngọc nó là đầm size 4. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá 800 ngàn size số 4. Kiểu dễ thương ghê chưa. Ở phần trên này nó là ren nha. Và ở dưới là mặt cái tùng nó xòe ra như vậy nha. Đầm von size 4 dán chữ A. Von 4 dán chữ A giá 800k. Đầm này thắt beo vô cũng đẹp nha mấy chế. Đây thắt cái beo cho mọi người xem nha. Đầm này thắt beo vô cực xinh luôn. Đó mấy chế. Sơ mi 58kg dừa. Không phải 2-4. Nhưng mà Nguyễn Nga mặc được đó. Tại vì chị Ngọc mặc 2-4. Người chị Ngọc nhỏ con lắm. Người chị Ngọc cái phần trên nhỏ xíu à. Nguyễn Nga mặc được đó. Đối với cái đầm này mình mua cái beo về mình thắt giống như Ngọc như vậy nè. Nhìn đẹp hơn là mình thả suông xuống nha. Nguyễn Nga mặc đi. Cái đầm này Nguyễn Nga về chỉ cần thắt cái beo giống như chị Ngọc như vậy nè. Nhìn xinh ghê chưa. Giá có 800 ngàn thôi. Giả sử rộng tí xíu em đi ra em bóp. Rồi chốt cho Nguyễn Nga đầm này luôn giá 800 ngàn. Ok. Cái này mua về bóp đi. Đẹp lắm luôn á. Rồi đầm beo này của Ngọc là Ngọc có size số 4 nha. Đầm beo size 4 giá 800 ngàn. Beo 4 giá 800 ngàn. Von beo size 4 giá 800. Von beo size 4 giá 800 ngàn. 50 cho đến 55kg đổ về chốt cái đầm beo này cho em. Cái này nó là von nha. Vải von. Ở phần giữa này nó là thun. Thun co giãn ngay cái phần eo cho nên chúng ta mặc nó sẽ không có khó chịu ngay cái phần eo nha. 800k. Von beo size 4 giá 800k. Rồi qua một. Rồi. Cái đầm màu đỏ này xinh dã man. Nhìn rất là nhí nhảnh luôn. Rồi đầm này size số 8. Đầm đỏ size 8 nha, rất là nhí nhảnh. Đầm đỏ size 8 nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 850. Ai? Beo quá hả? Rồi, đầm đỏ size 8 nha, giá 900 ngàn. Gà chế nào thích mặc những cái đầm mà cái kiểu nó trẻ trung năng động như vậy thì mình chốt nha. Đỏ size 8 giá 900 ngàn, cưng ghê chưa. Đỏ size 8, chế nào yêu màu đỏ chốt cái đầm đỏ này cho em đi. Rồi cái đầm này sẽ là đầm cuối cùng của cái buổi livestream này của em nha. Trưa mai 10 giờ mình vô mình like lại nha. Đầm đỏ size 8 giá 900 ngàn. Em mặc 4 cho nên cái đầm này mặc lên người em nó không được đẹp nha. Ai mặc 8 được cái này mình chốt đi. Giá 900 ngàn. Đỏ gấm nha.
cưng ghê á. Rồi trước khi xuống live em bốc lô tô nha mấy chế. Trước khi xuống live Ngọc không quên trả kết quả mọi người comment lúc đầu giờ nha. Số 19 nha. Số lô tô của Ngọc là số 19. Thì Ngọc xin hỏi trên live ai comment số 19 thì vô Ngọc tặng quà nha. Số 19 ngày hôm nay lô tô của mình nó là số 19 á. Lê Lữ Hoàng đầm của bên Ngọc á, bây giờ em trả cho chị Ngọc rất là nhiều đơn rồi. Cho nên là đối với cái form cái áo đầm này em chuyển khoản cho chị Ngọc thì chị Ngọc sẽ chuyển hàng đi. Còn không thì thôi, chứ tại vì em trả cho chị Ngọc một lúc 3 đơn thì theo nguyên tắc là 3-4 đơn trả liên tục như vậy là shop sẽ không có dám giao hàng đi nữa. Thì bây giờ nếu em muốn lấy cái đầm đó thì em chuyển khoản cho chị đủ 100%, chị Ngọc cho hàng đi, còn không cọc 500. Số còn lại Ngọc thu cốt. Số còn lại Ngọc thu cốt. Đưa cái Mỹ Nhung cái đầm đỏ đó đó cho em Mỹ Nhung một cái. Mỹ Nhung á, Nguyễn Thị Mỹ Nhung. Lệch vai Mỹ Nhung. Rồi Ngọc xin xuống livestream nha. Rồi có gì ngày mai 10 giờ mình vô live lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại.